Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 77. Bởi ức mạch vui chơi giải trí tại nghiệp giới địa vị quá cao, toàn quốc các nơi đều mở đông đảo chi nhánh công ty, Yến Thành cũng không ngoại lệ. Yến Thành, Cút Kim, Đĩa Nhạc, là một nhà có đã lâu lịch sử siêu cấp phương bài chế tác công ty, tức thì bị ức mạch vui chơi giải trí tốn hao số tiền lớn thu mua, trở thành ức mạch vui chơi giải trí toàn tư công ty con. Giang Sách lúc này tìm được, chính là Cút Kim siêu cấp ngôi sao ca nhạc Lâm Mẫn Quân. Giang Đồng, chuyện chính là ta sự tình, ngươi có thể tìm ta, ta cũng rất hài lòng, ngươi vội vàng ta nhất định giúp, ngươi muốn ta làm cái gì? Ta nghĩ muốn ngươi hỗ trợ thu một cái đồ đệ. Yến Thành Nghệ thuật học viện, giáo học lâu B đống. Ngày hôm nay đơn độc đem B đống giáo học lâu cho dọn ra, từng gian phòng học toàn bộ phân ra tới, giao cho những đại công ty kia đến đây chọn lựa SA nhóm. Một cái lại một cái đạt được danh sách đề cử học sinh, không ngừng đi vào đại lâu, hướng phía hướng tới công ty thông báo tuyển dụng phòng học đi tới. Tiễn Hâm chính là một người trong đó. Làm niên cấp chủ nhiệm con trai, hắn căn bản cũng không cần cái gì danh ngạch không phải danh ngạch. Người khác vừa nhìn thấy hắn liền trực tiếp cho đi. Tiễn Hâm một gian đi tới. Làm thanh nhạc hệ học sinh, hắn đệ nhất tuyển trạch vẫn là lớn công ty đĩa nhạc. Ở Yến Thành, lớn nhất công ty đĩa nhạc không phải Cút Kim, không còn ai khác. Đây là một nhà huy hoàng rồi vài chục năm, ra đời đại lượng thiên vương ngày sau, có một nhóm lớn kiệt xuất âm nhạc chế tác nhân công ty đĩa nhạc, tiến nhập công ty này. Là bao nhiêu học sinh mộng tưởng. Tiễn Hâm trực tiếp đi vào Cút Kim phỏng vấn phòng học, một phen khách sáo sau đó, hắn tự giới thiệu mình, ta là niên cấp chủ nhiệm Tiễn Kiến Dân con trai, cũng là thanh nhạc hệ một tên học sinh, ta gọi Tiễn Hâm. Vừa nghe đến, niên cấp chủ nhiệm, bốn chữ, phụ trách khảo hạch SA nhãn thần sáng ngời, như loại này có quan hệ học sinh, là cần đặc thù đối đãi. Ân, hát một bài A. Tốt. Tiễn Hâm hát một bài tự nhận là sở trường nhất ca khúc cứu vớt, một khúc hát thôi, SA sắc mặt là có chút khó coi. Nói thật, quá bình thường rồi. Nhưng nghĩ đến hắn là niên cấp chủ nhiệm con trai, ký qua đây sau đó. Niên cấp chủ nhiệm về sau sẽ đem càng chất lượng tốt học sinh đề cử qua đây, SA liền dao động. Hắn nhìn như hài lòng gật đầu, hát được không sai, nhưng ngươi loại này học sinh ưu tú, chính là chúng ta Cút Kim cần, Tiễn Hâm, chúc mừng ngươi. Vừa nghe nói như vậy, Tiễn Hâm cao hứng hoa chân múa tay vui sướng, hận không thể cầm loa lớn đối với toàn trường sư sinh tuyên bố mới tốt. Quan hệ, chính là chỗ này sao trọng yếu. Cường ngạnh bối cảnh. Có thể để cho người ưu tú bị mai một, cũng có thể làm cho vô dụng tài thượng vị. Đang ở SA chuẩn bị cho Tiễn Hâm một phần trúng tuyển chứng minh lúc, bỗng nhiên, thanh âm một nữ nhân truyền tới, trình độ loại này học sinh ngươi cũng thu. Lão Lưu, ngươi nghiệp vụ dưới năng lực xuống đến loại trình độ này sao? SA lão Lưu lại càng hoảng sợ, cái thanh âm này hắn rất quen thuộc, là Cút Kim tên đứng đầu bảng âm nhạc chế tác người. Cũng là giới ca hát ngày sau Lâm Mẫn Quân thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chính là Lâm Mẫn Quân. SA sợ đến sắc mặt trắng bệch, lòng nói Lâm Mẫn Quân sao lại thế qua đây. Đây chính là nhất đẳng siêu cấp siêu sao. Mỗi lần diễn xuất cũng phải tốn hao mấy trăm ngàn thậm chí trên một triệu mới có thể mời di chuyển. Ngày hôm nay sao lại thế âm thầm đi tới nghệ thuật học viện. Thật là quỷ dị. SA nhanh lên đứng dậy hỏi, Lâm Thiên Hậu. Ngài làm sao tới rồi? Lâm Mẫn Quân lạnh lùng nhìn hắn, ta tại sao tới không có quan hệ gì với ngươi, ta chỉ hỏi ngươi, giống như Tiễn Hâm trình độ loại này học sinh, ngươi là cho là như vậy hắn có thể tiến nhập Cút Kim. Ngạch, SA sợ đến nói không ra lời, mồ hôi lạnh trên trán thẳng rơi. Lâm Mẫn Quân vung tay lên, trực tiếp ngồi ở SA chỗ ngồi, nói rằng, vị bạn học này. Rất xin lỗi, kỹ thuật của ngươi còn có đợi đánh bóng. Tạm thời không đạt được Cút Kim ký hợp đồng tiêu chuẩn. Mời trở về đi. Tiễn Hâm sửng sốt một chút. Mình bị cự tuyệt. Từ trước đến nay cao ngạo quán hắn, tức giận quát, ngươi là cái thá gì, dám cự tuyệt ta. Cẩn thận ta để cho ta ba đem ngươi cho đuổi ra cửa trường. SA phát niệu đều sợ đi ra, hàng này điên rồi sao? Mấy ngày liền sau cũng đổi. Lâm Mẫn Quân cười lạnh một tiếng, tốt, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi cái này tốt phụ thân là như thế nào đem ta đuổi ra cửa trường học? Ngươi chờ.
Tiễn Hâm lập tức cho Tiễn Kiến Dân gọi điện thoại. 10 phút sau, biết được tình huống, Tiễn Kiến Dân vội vã chạy tới giáo học lâu, hắn cũng sợ hãi, mình ngu xuẩn con trai cư nhiên cùng ngày sau đỗi lên. Đây nếu là làm lớn lên, làm cho hiệu trưởng biết mình làm ác, còn hỗn không phải lăn lộn. Thực sự là bẫy cha a. Hắn hiện tại hận không thể vội vàng đi qua cho Tiễn Hâm hai bàn tay, thực sự là ngang ngược xía vào, vô pháp vô thiên đều. Hết lần này tới lần khác, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ở đến giáo học lâu cửa thời điểm, hiệu trưởng Khương Quốc Trung cũng đến rồi. Hiệu trưởng, ngài làm sao tới rồi? Tiễn Kiến Dân lại càng hoảng sợ. Lời nói nhảm, ngày sau Lâm Mẫn Quân đều tới. Ta còn ngồi yên sao? Đây chính là ngày sau, giới âm nhạc thủ lĩnh cấp nhân vật. Khương Quốc Trung trực tiếp vào lầu, đi tới Cút Kim phỏng vấn phòng học. Tiễn Kiến Quốc liền cùng ở phía sau. Vừa nhìn thấy Tiễn Kiến Quốc tiến đến, Tiễn Hâm liền lập tức nói rằng, ba, cái này đàn bà thúi không biết điều, cư nhiên không thu ta. Người vội vàng đem nàng cho ta đuổi ra trường học. Lâm Mẫn Quân lạnh rên một tiếng, nguy, quan uy thật là lớn a. Tiễn Kiến Quốc hãn đều xuống, đi ra phía trước lập tức cho Tiễn Hâm một cái miệng rộng tử, đồ hỗn hào, người thả cái gì chó má rồi. Đó là Lâm Mẫn Quân, giới âm nhạc ngày sau. A, Tiễn Hâm thứ bất học vô thuật này nhân, bình thường cũng đã biết sống phóng túng, mấy ngày liền sau dĩ nhiên có không biết. Bây giờ biết rồi, sợ đến khuôn mặt đều tái rồi. Lúc này, hiệu trưởng Khương Quốc Trung đi tới hòa giải, thanh niên nhân, lỗ mãng một chút. Cũng xin Lâm Thiên Hậu đại nhân có đại lượng, không muốn cùng tiểu hài tử không chấp nhặt. Lâm Mẫn Quân không nói chuyện. Khương Quốc Trung lại hỏi, không biết Lâm Thiên Hậu ngày hôm nay đại giá quang lâm, vì chuyện gì a? Lâm Mẫn Quân rồi mới lên tiếng, ta biết quý giáo có một gã thiên phú xuất chúng học sinh, ta vô cùng yêu thích, muốn thu làm đồ đệ, cho nên mới thừa dịp giáo thu thời gian đặc biệt tới rồi. A hát! Khương Quốc Trung nở nụ cười. Không nghĩ tới trường học của bọn họ còn có học sinh có như thế bản lĩnh cùng vận khí, có thể bị Lâm Mẫn Quân cho nhìn chúng. Yến Thành Nghệ thuật học viện ra một cái Lâm Mẫn Quân đệ tử, nói ra đều vô cùng có mặt mũi, điều này làm cho Khương Quốc Trung thật cao hứng. Hắn dò hỏi, không biết Lâm Thiên Hậu nhìn chúng là vị nào học sinh a? Lâm Mẫn Quân mỉm cười, nói ra một cái làm cho Tiền thị phụ tử hoảng sợ không thôi tên, Lô Nhược Di. Lô Nhược Di. Khương Quốc Trung quay đầu nhìn về phía Tiễn Kiến Dân, hỏi, nên học sinh vẫn còn ở xếp hàng chờ đợi phỏng vấn sao? Nhanh, cho nàng mở đặc thù thông đạo, để cho nàng phía trước thử. Ở Khương Quốc Trung xem ra, có thể bị Lâm Mẫn Quân nhìn chúng học sinh, vậy khẳng định là có danh sách đề cử. Nào ngờ. Tiễn Kiến Dân xấu hổ nói rằng, hiệu trưởng, nên học sinh điều kiện rất là thông thường, ta không có cho nàng danh sách đề cử, nếu không, ta biến thành người khác. Hoang đường, Khương Quốc Trung nổi giận nói, Lâm Thiên Hậu nhìn chúng người, há là ngươi nói đổi liền đổi. Nhanh, đem người tìm cho ta tới. Bất đắc dĩ, Tiễn Kiến Dân chỉ phải kiên trì đi đem Lô Nhược Di cho tìm đến. Tiễn Kiến Dân làm sao cũng không nghĩ ra. Vì sao Lâm Mẫn Quân loại này giới âm nhạc đại lão cấp bậc đích nhân vật, sẽ vì không có một người bất cứ bối cảnh gì học sinh, tự mình đến trường học một chuyến. Rất nhanh, Lô Nhược Di đã tới rồi. Kỳ thực Lô Nhược Di mình cũng rất mộng bức, khi nàng biết mình bị Lâm Mẫn Quân nhìn trúng thời điểm. Não hải là trống rỗng, nếu như không phải Tiễn Kiến Dân nhiều lần cùng với nàng cường điệu chuyện tầm quan trọng, nàng thậm chí hoài nghi Tiễn Kiến Dân là đang dối gạt chính mình. Khi nàng đi tới phòng học, cùng Lâm Mẫn Quân mặt đối mặt thời điểm, Lô Nhược Di có một loại thân ở mộng cảnh cảm giác. Thực sự, thật là Lâm Mẫn Quân. Lô Nhược Di vui mừng đều phải khóc, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Ngươi chính là Lô Nhược Di? Lâm Mẫn Quân hỏi. Ân, có một người cho ta xem rồi ngươi phát sóng trực tiếp video, ta cảm thấy rất bổng, cho nên mới tới tìm ngươi. Ngươi có thể cho ta hát một bài. Hiện trường phơi bày một ít sao? Ừ. Lô Nhược Di đã kích động không nói ra lời, có thể cho ngày sau hát, đó là bực nào phúc khí. Ở bình tĩnh tâm tình sau đó, Lô Nhược Di hít thở sâu một hơi, hiện trường thanh sướng một cái thủ phủ sĩ chân núi, cảm tình đúng chỗ, kỹ xảo thành thạo, âm sắc cụ bị đặc biệt tính. Hai chữ hình dung, hoàn mỹ. T.
tên kia, phạm sai lầm, S.A. mau tới đây giúp một tay nói khoác nói, Lâm Thiên Sau ánh mắt thực sự độc đáo. Giang Đồng học trời sinh chính là ca hát đoán, lão thiên gia thưởng cơm ăn. Nhân tài như vậy, là chúng ta Cút Kim phi thường cần. Lô Nhược Di nghe xong thật cao hứng. Lâm Mẫn Quân cũng nói, ngươi không để cho ta thất vọng, lão Lưu, ký nàng, cũng phân chia đến công tác của ta thất. Minh Bạch, lúc đầu sự tình đến đây kết thúc, nào ngờ, Lâm Mẫn Quân phi thường hư hỏi nhiều một câu, được rồi, Nhược Di, điều kiện của ngươi ưu tú như vậy, vì sao liền một cái danh sách đề cử đều lấy không được a? Lô Nhược Di rất thông minh, lúc này không báo thù còn chờ cái gì thời điểm. Vì vậy nàng ngay trước hiệu trưởng mặt, thở dài, nói rằng, bởi vì ta không tiền không thế, cũng không hiểu quy tắc ngầm a. Hiệu trưởng Khương Quốc Trung trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, Giang Đồng học, người nói nhăng gì đấy. Chúng ta Yến Thành Nghệ thuật học viện danh sách đề cử, cùng quyền thế, quy tắc ngầm có quan hệ gì? Lô Nhược Di bỏ đá xuống giếng, là thế này phải không? Có thể tiền chủ nhiệm nói rõ biết, danh ngạch nắm giữ ở trên tay hắn, hắn muốn cho người nào phỏng vấn để người nào phỏng vấn. Theo ta biết, có không ít điều kiện vậy đều bởi vì cho hắn tặng lễ mượn đến rồi danh ngạch, hắn còn lấy này nghiền ép rồi đại lượng học sinh, thậm chí còn muốn quy tắc ngầm nữ học sinh. Hiệu trưởng, ta vẫn cho là những thứ này đều là ngài ngầm đồng ý. Khương Quốc Trung sắc mặt cùng gan heo một cái xấu xí. Hắn quay đầu chờ đấy Tiễn Kiến Dân, giận dữ hét, vương bát đản. Tiễn Kiến Dân hách liễu nhất đại khiêu, phù phù liền quỵ ở Khương Quốc Trung trước mặt. Dập đầu như dã tỏi, hiệu trưởng ta biết sai rồi, ta những lời này chính là tùy tiện nói một chút. Không thể làm thật, tùy tiện nói một chút, sợ không phải a? Lâm Mẫn Quân, bổ đao, nếu như không phải là bởi vì ngươi niên cấp chủ nhiệm thân phận, tiền hâm ngay từ đầu sẽ bị ký hợp đồng sao? Tường đổ mọi người đẩy. Đến nơi này một chút, nguyên bản này đứng ở ngoài cửa xem náo nhiệt học sinh cũng không bình tĩnh. Từng cái chửi ầm lên. Lên án Tiễn Kiến Dân chịu tội. Mắt thấy như vậy, Khương Quốc Trung đã không còn gì để nói rồi. Hắn vung tay lên, Tiễn Kiến Dân, như người loại này không có sự đức nhân còn có cần gì phải tư cách năm đó cấp chủ nhiệm. Trường học danh tiếng đều bị ngươi bại phôi. Từ giờ trở đi, ngươi bị sa thải, thu dọn đồ đạc cút ngay. Tiễn Kiến Dân hai tay run run, hiệu trưởng, không muốn a. Khương Quốc Trung tiếp tục nói, còn có tiền hâm. Vô đức vô tài, cáo mượn oai hùng, ta có thể nào tha cho ngươi ở trường học làm càn. Ngươi, bị khai trừ rồi. Tiễn Kiến Dân bị sa thải, tiền hâm bị khai trừ. Tiền thị phụ tử đồng thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt vô thần. Bọn họ dựa vào quyền lực sinh tồn, trong nháy mắt bị tước đoạt, về sau cũng chỉ là một phổ thông tiểu dân chúng, cũng nữa không ai sợ bọn họ rồi, thậm chí này bị bọn họ khi dễ qua nhân. Còn biết được tìm bọn hắn báo thù. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghĩ đến đây, hai cha con liền ôm đầu khóc giống. Lâm Mẫn Quân lạnh rên một tiếng, nước mắt cá sấu. Phất tay áo, nàng sải bước ly khai. Xem cũng không muốn chứng kiến vậy đối với làm người ta chán ghét phụ tử. Tiền thị phụ tử rơi đài, thắng rồi toàn thể học sinh tiếng vỗ tay, Yến Thành Nghệ thuật học viện thiên, rốt cục sáng. Lâm Thiên Sau, Lô Nhược Di từ phía sau đuổi theo. Làm sao vậy? Ngày sau, ta nghĩ muốn hỏi ngài, là ai đem ta phát sóng trực tiếp video phát ngài nha? Hắn là ân nhân của ta, ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ hắn. Lâm Mẫn Quân cười một tiếng, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Cái này nhân loại không là người khác, chính là tài xế Giang Sách. Hắn, Lô Nhược Di triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra là Giang Sách trợ giúp nàng. Cái kia duy duy nặc nặc đào binh, dĩ nhiên trợ giúp chính mình có liên lạc Lâm Mẫn Quân, cải biến cuộc đời của mình, trợ giúp chính mình truy đuổi âm nhạc mộng. Giờ khắc này, Lô Nhược Di viền mắt đã ươn ướt. Ở Lô Nhược Di sững sờ thời điểm, Lâm Mẫn Quân mỉm cười rời đi, đồng thời yên lặng cho Giang Sách gửi một cái tin nhắn ngắn, Giang Đồng, sự tình làm xong, an tâm. Cửa trường học. Giang Sách ngồi ở trong xe, ở thu được Lâm Mẫn Quân tin nhắn ngắn sau đó, gật đầu. Cất điện thoại di động. Cuối cùng cũng không để cho Lô Nhược Di mất đi truy đuổi mơ ước cơ hội, Giang Sách cũng thay Lô Nhược Di cảm thấy vui vẻ.
Sau đó hắn quay đầu xe, đạp cần ga một cái. Chạy đi tuân thủ nghiêm ngặt nhà. Nhiệm vụ hoàn thành. Kế tiếp, Giang Sách sẽ đạt được mình muốn lấy được. Lô Văn Diệu nhưng là đã đáp ứng, biết đề cử chính mình trở thành Trần lão đồ đệ. Học tập, chiết cây, kỹ xảo, đến lúc đó, là có thể đối với phệ tâm tán có tiến hơn một bước lý giải. Đang ở hắn vừa mới lái xe lúc rời đi, một đạo mỹ lệ đích thân ảnh từ trường học vọt ra, đi tới cửa chính, nhìn chung quanh. Là Lô Nhược Di. Nàng liếc mắt liền thấy được chiếc kia khai ra hơn 100 mét xe, chiếc kia từ Giang Sách lái xe. Đầy ngập tình cảm cũng nữa ngăn chặn không được. Lô Nhược Di hướng về phía xe cách xa phương hướng la lớn, Giang Sách, cảm ơn ngươi. Cảm tạ. Cảm động nước mắt chậm rãi hạ xuống. Nhớ tới trước chính mình đối với Giang Sách các loại làm ác, nhớ tới mình làm lấy bạn học mặt vũ nhục Giang Sách chẳng diện, mắng hắn là một con chó, lại nghĩ tới Giang Sách bất kể hiềm khích lúc trước, lấy ơn báo oán cao thượng hành vi. Sâu đậm cảm giác áy náy tự nhiên mà sinh. Lô Nhược Di phát thệ, cũng sẽ không bao giờ giống như trước làm như vậy, phần tử xấu, rồi. Bất quá đáng tiếc là, bởi vì khoảng cách quá xa, tốc độ xe quá nhanh, Giang Sách cũng không nghe thấy Lô Nhược Di chân thành cảm tạ. Kỳ thực, nếu như Lô Nhược Di biết Giang Sách cũng không phải hoàn toàn là nằm ở thiện ý, mà là cùng với nàng gia gia Lô Văn Diệu làm đồng giá trao đổi, ước đoán cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy rồi. Bất quá, bất kể nói thế nào, dù sao Giang Sách quả thực trợ giúp cho rồi Lô Nhược Di, giúp nàng bước lên âm nhạc mộng, cái này là đủ rồi. Cái này, cũng quả thực giải trừ Lô Nhược Di trong lòng bệnh dữ. Chị của nàng, bệnh. Cũng trong lúc đó, đang vẽ còn nội bộ tập đoàn. Tiếu Canh lặng lặng đứng ở to lớn cửa sổ sát đất trước, quan sát phong cảnh ngoài cửa sổ, vẻ mặt ưu sầu. Giang Sách, người giết chết rồi nhi tử của ta, bút chướng này ta nhất định phải tính với ngươi rõ ràng. Thực tiệm thuốc là của ngươi đại bản doanh. Ha ha, ta sớm muộn cũng sẽ đem thực tiệm thuốc cho triệt để bôi xấu. Đang nói. Liên tiếp tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Môn đẩy ra, một gã tặc nghi thử nhãn người đàn ông trung niên đi đến, lấy mũ xuống cho Tiếu Canh bái một cái. Người này, là Yến Thành trong lòng đất có chút danh tiếng ác nhân, Hồng Mao chuột Nguyễn Hồng. Trong ngày thường yêu nhất làm sự tình, chính là khích bác ly gián, phụ oan hãm hại, đem người vào chỗ chết cả, do đó vớt không ít tiền trả nước. Có người thích, có người chán ghét. Ngày hôm nay Tiếu Canh liền tìm được hắn. Nguyễn Hồng cười ha hả nói, Tiếu tiên sinh, nghe nói ngài tìm ta. Ân, tìm ngươi có việc nhi. Ai yêu, Tiếu tiên sinh việc, ta nhất định tận tâm tận lực đi làm, không biết Tiếu tiên sinh cụ thể có cái gì việc a? Tiếu Canh trầm mặc khoảng khắc, hỏi một câu, nghe nói thực tiệm thuốc Giang Sách sao? Nguyễn Hồng gật đầu, biết, thực tiệm thuốc lão bản, nấu ăn ăn ngon vô cùng. Mỗi ngày đều lưu lượng khách nhộn nhịp, có chút danh tiếng. Chẳng qua là ta không có đi ăn xong, chưa thấy qua bản thân của hắn. Ân, Tiếu Canh tiếp tục nói, ta khai báo công việc của ngươi, chính là nghĩ biện pháp đem Giang Sách danh khí làm cho thúi, làm cho hắn thân bại danh liệt. Làm được không? Nguyễn Hồng cố ý lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, Tiếu tiên sinh, công việc này có thể quá khó khăn, sợ là làm không được nha. Tiếu Canh biết ý tứ của hắn, trực tiếp đem một tờ chi phiếu ném tới. Đây là 200 ngàn, làm thành sau đó còn có 800 ngàn, còn có độ khó sao? Nguyễn Hồng cầm chi phiếu lên nhìn thoáng qua, cái này không có khó khăn, trong vòng 2 ngày, ta là có thể làm cho Giang Sách thân bại danh liệt. Nhanh như vậy, ngay cả Tiếu Canh giật nảy mình. Hắn hỏi tới, người phải làm sao? Nguyễn Hồng nói rằng, rất đơn giản. Ta tìm một cùng Giang Sách dáng dấp giống người đi giả trang Giang Sách, ở trung tâm thành phố lấy Giang Sách danh nghĩa làm một cái miễn phí mỹ thực hoạt động. Đến lúc đó, để cái này hàng giả đem thức ăn làm siêu cấp khó ăn, mọi người sau khi ăn xong vẫn không thể chửi má nó. Ta lại để cho cái này hàng giả nhanh lên lấy tiền chạy trốn, thần không biết quỷ không hay, tất cả nước bẩn liền toàn bộ đều tạt vào Giang Sách trên người. Ta cho hắn đến cái nhảy vào Hoàng Hà đều không tẩy sạch. Nếu không tại sao nói tình nguyện đắc tội quân tử, không nên đắc tội tiểu nhân. Một chiêu này thực sự là tổn hại đến nhà. Tiếu Canh rất hài lòng gật đầu, nói rằng, không sai, ta mang nữ người của Giang gia trùng hợp đi ngang qua.
Yên lành nhân chứng một cái, Giang Sách, hành vi tồi tệ. Ha ha, hai người hữu thuyết hữu tiếu. Cuối cùng, Nguyễn Hồng hỏi, có Giang Sách ảnh chụp sao? Ta bắt trở về tham khảo một chút. Có. Tiếu Canh tùy ý mở ra một tấm Giang Sách ảnh chụp, chuyển đến Nguyễn Hồng điện thoại di động bên trong. Ok, Tiếu tiên sinh, chờ ta tốt tin tức xấu đi. Nói xong, Nguyễn Hồng xoay người rời đi. Nửa giờ sau, Nguyễn Hồng mang theo thuộc hạ một đám người, ngồi ở thực tiệm thuốc phụ cận một cái quán cơm nhỏ bên trong, vừa ăn cơm một bên thương lượng tỉ mỉ. Hầu như đều thảo luận xong rồi, chỉ còn lại có một vấn đề cuối cùng, cũng là vấn đề mấu chốt nhất. Ai tới sắm vai Giang Sách đâu? Nguyễn Hồng đem mình, này thủ hạ quét một lần, khẽ lắc đầu. Bọn họ cũng không giống. Giang Sách đã từng đi lính, đánh giặc, vóc người khôi ngô không nói, mặt mày trong lúc đó còn có một cổ tử sát khí. Đã biết một ít thủ hạ, mỗi một người đều cùng chuột nhỏ giống nhau, tặc mi thử nhãn. Nào có cái gì sát khí? Hơn nữa vóc người càng là kém cách xa vạn dặm. Tìm ai thích hợp đây? Nguyễn Hồng nâng chung trà lên, một bên uống trà vừa nhìn trong điện thoại di động ảnh chụp, suy nghĩ tìm ai chỉ có thích hợp. Kết quả là tại hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm. Trong lúc vô tình trong đám người chứng kiến một người mặc tê tuất nam tử đi qua, na thân cao, tướng mạo đều cùng trong tấm ảnh Giang Sách giống nhau y hệt, giống như là trong một cái mô hình mặt khác ra. Hắc, có. Nguyễn Hồng lập tức thả tay xuống bên trong chén trà, lao ra tiệm cơm. Kỳ thực Nguyễn Hồng thấy người kia, không là người khác. Chính là Giang Sách bản thân. Giang Sách đang hoàn thành nhiệm vụ, sau đó phải đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn, hiện tại vừa trở về, bởi vì mặc mộc mạc. Nhìn qua giống như là một thông thường tiểu hỏa kế, một chút xíu lão bản cảm giác cũng không có. Đang ở hắn đi tới một nửa thời điểm, đột nhiên từ phía sau nhảy ra một người đàn ông trung niên, lấm la lấm lét. Nam tử kia cũng không nói chuyện, liền nhìn chằm chằm Giang Sách xem, thường thường còn lấy điện thoại di động ra đối lập. Giang Sách bị hắn nhìn mao, hỏi, làm cái gì? Người đàn ông trung niên cất điện thoại di động, cười hắc hắc, vươn tay nói rằng, hạnh ngộ. Ta gọi Nguyễn Hồng, giang hồ hạ hào hồng mao chuột, muốn cùng các hạ kết giao bằng hữu. Giang Sách để ý cũng không muốn để ý đến hắn, không có hứng thú. Nguyễn Hồng nở nụ cười, không có hứng thú kết giao bằng hữu, vậy cũng không có hứng thú kiếm tiền sao? Giang Sách khẽ nhíu mày, có ý tứ. Tiểu huynh đệ, ta muốn với ngươi cùng nhau làm đơn sinh ý, trong vòng 2 ngày, đảm bảo ngươi kiếm 10 vạn đô la. 2 ngày kiếm 10 vạn, đây đối với một người bình thường dân chúng mà nói, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Chỉ là bầu trời sẽ không rơi bánh có nhân. Giang Sách hỏi, nên không phải là cái gì thủ đoạn phi pháp a? Dĩ nhiên không phải, Nguyễn Hồng nghiêm túc nói rằng, ta làm nhưng là chính kinh buôn bán. Có chuyện tốt như vậy, chính ngươi không làm. Hắc hắc, tình huống cụ thể, chúng ta đi nhà hàng ngồi xuống. Vừa ăn cơm một bên đàm luận. Giang Sách lòng hiếu kỳ bị câu dẫn lên rồi, thật lâu không có gặp phải như thế, thú vị, sự tình rồi. Vì vậy hắn liền cùng Nguyễn Hồng vào nhà hàng. Cùng Nguyễn Hồng những thứ khác thủ hạ ngồi cùng nhau. Nguyễn Hồng hỏi, còn không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào a? Giang Sách nhìn hắn không giống người tốt, cũng không nói tên thật, tùy tiện biên nói, ta gọi Lưu Trụ. A hát, Lưu huynh đệ, người biết người rất giống một người. Phải, người nào? Thực tiệm thuốc lão bản, Giang Sách. Phốc. Giang Sách suýt chút nữa đem uống được trong miệng trà cho phun ra ngoài, còn giống như. Vốn chính là được rồi. Hắn tằng hắng một cái, nói rằng, giống như sao? Giống như, quá giống. Nguyễn Hồng tiếp tục nói, là như thế này, chúng ta muốn làm một đơn sinh ý, mà dung mạo ngươi rất giống Giang Sách, vừa vặn có thể giúp được chúng ta. Sau khi chuyện thành công, cho ngươi 200 ngàn. Có cái này chuyện tốt. Lớn lên giống Giang Sách là có thể kiếm 200 ngàn. Giang Sách chính mình cũng không biết đã biết sao đáng giá, hắn cũng không phải đại minh tinh, đánh hắn cờ hiệu còn có thể kiếm tiền. Kết quả là, Nguyễn Hồng liền đem toàn bộ kế hoạch đều nói cho Giang Sách. Muốn thế nào làm bộ thành Giang Sách đi làm đồ ăn, muốn thế nào bại hoại Giang Sách danh tiếng, muốn thế nào làm cho Giang Sách người nhà chứng kiến hắn làm ác, tất cả đều nói hết. Giang Sách nghe xong, giờ khóc giờ cười.
đám này gian định tiểu nhân vì đối phó chính mình, thật đúng là vô sỉ tột cùng. Hắn gật đầu, tốt, ta và các ngươi hợp tác. Nguyễn Hồng giơ lên chén trà, chúng ta đây tự lấy rượu tiền treo, cùng uống một chén, cầu chúc ngày mai kế hoạch thuận lợi chấp hành. Cụng ly. Kết quả là, một hồi làm cho, thật giang sách, đi giả trang, giả giang sách, trò khôi hài liền triển khai như vậy. Ở cặn kẽ bố trí sau đó. Sáng ngày thứ hai 11 giờ, gần tới trưa thời điểm, Yến Thành trung tâm chợ một tảng lớn đất trống bị Nguyễn Hồng bọn họ gấp bao xuống dưới. Bọn họ bày ra 10 tấm cái bàn, đồng thời lôi to lớn hoành phi, viết là, thực tiệm thuốc, chủ thần, giang sách, hiện trường nấu ăn. Miễn phí thưởng thức, tặng lại xã hội, cảm ơn Tổ quốc. Bọn họ bắc một cái tiểu vũ đài, giang sách đứng ở trong sân khấu gian nấu ăn. Chu vi đều dùng bán trong suốt bình phong cản được, mơ hồ có thể chứng kiến giang sách đại khái dáng vẻ, nhưng khán bất chân thiết. Nguyễn Hồng cũng là sợ có thực sự nhận thức giang sách. Trước mặt mọi người vạch trần đó là một hàng giả, vậy coi như phá hủy đại sự. Kỳ thực hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng, càng không cần bình phong. Bởi vì hiện trường cái này bị hắn cho rằng là hàng giả ra hỏa, kỳ thực chính là chân chính giang sách. 11 giờ rưỡi. Miễn phí dùng ăn hoạt động chính thức bắt đầu. Giang sách ở trên sàn nhảy nhỏ hiện trường nấu ăn, trong nháy mắt liền hấp dẫn tới đại lượng du khách. Thứ nhất là hiếu kỳ, thứ hai cũng là bị thực tiệm thuốc thần bếp danh hào hấp dẫn, thứ ba. Đồ miễn phí ai không muốn tham tiện nghi. Người càng tới càng nhiều, một vòng lại một quay vòng, đều ở đây dương mắt chờ đấy thưởng thức giang sách đích tay nghề. Có khoa trương, nước bọt đều rớt xuống. Ai nha nguy, thực tiệm thuốc lão bản tặng lại xã hội, miễn phí nấu ăn cho đại gia ăn, quá cảm động. Nghe nói thực tiệm thuốc kín người hết chỗ. Người bình thường căn bản không ăn được giang sách đích tay nghề, ngày hôm nay giang sách có thể đại bão có lộc ăn, không tệ không tệ. Chu vi đám người đều là ca ngợi chi từ. Nguyễn Hồng nhìn ở trong mắt, vui vẻ trong lòng. Trong lòng hắn yên lặng nói rằng, khoác lác đi a. Phủng a, các ngươi lúc này đem giang sách phủng càng cao, như thế này sẽ đạp càng ác. Hắn đã dặn dò, giả giang sách, làm cho hắn đem thức ăn làm việc khó ăn một điểm. Làm ăn ngon rất khó, nhưng làm khó ăn còn chưa phải là rất dễ dàng. Muối nhiều thả 2 muôi, cây ớt nhiều thả 4-5 đem, kẹo một giọt không thả, nên cay ngọt, nên ngọt mặn, nên mặn chua sót, cái này không là được. Ở Nguyễn Hồng xem ra, món ăn làm khó ăn là căn bản không có vấn đề sự tình. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, từng đạo đồ ăn đều làm xong, bưng lên bàn, vòng thứ nhất khách hàng tràn vào. Từng cái cầm đũa lên chuẩn bị thưởng thức. Nguyễn Hồng thầm vui, giang sách à giang sách, ta muốn để cho ngươi biết cái gì gọi là, người đang ngồi trong nhà, nồi từ bầu trời tới. Ngươi chờ, lập tức phải để cho ngươi thân bại danh liệt. Ha 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 ha. Cùng lúc đó, một chiếc sấp lái tới. Đoàn người từ trên xe đi ra, chính là Lão Thiên Tôn, Thân Cung Huân cùng Tiếu Canh. Lão Thiên Tôn cùng Thân Cung Huân đều từ Tiếu Canh trong miệng đã biết kế hoạch hôm nay, đặc biệt chạy tới nhìn. Tất cả mọi người muốn xem vừa ra trò hay. Tiếu Canh cùng Lão Thiên Tôn, Thân Cung Huân chen vào đoàn người, ứng tiền trước chân đi vào trong đầu xem. Âm thầm, Tiếu Canh cùng trung tâm quảng trường Nguyễn Hồng được rồi dưới nhãn thần. Hai người đều lộ ra nụ cười tà ác. Hai người bọn họ liên thủ lại tính toán giang sách, tất cả thuận lợi. Lập tức giang sách sẽ phải nghỉ chơi rồi. Thực tiệm thuốc, chờ đấy hết con BA. Theo Nguyễn Hồng gõ chiêng trống, miễn phí mỹ thực hoạt động lần đầu tiên ăn thử, chính thức bắt đầu. Những khách cũ kia toàn bộ đều nhìn không được cầm đũa lên, xốc lên đồ ăn, từng cái không ngừng hướng trong miệng đặt. Tinh tế nhấm nuốt, chậm rãi thưởng thức. Tiếu Canh khóe miệng hơi nhếch lên, tim đập rộn lên, đã khẩn cấp nghe được na từng tiếng oán trách, giang sách a giang sách. Ngươi sẽ trở danh tiếng lớn xú a. Nhưng làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, sự tiến triển của tình hình với hắn dự liệu hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo rồi. Này ăn thử khách hàng chẳng những không có oán giận, ngược lại mỗi một người đều tinh thần sáng láng, trong ánh mắt lóe ra từng đạo kim quang. Ăn ngon, ăn ngon. Đơn giản là nhân gian mỹ vị. Món ăn này chỉ ứng thiên trên có, nhân gian khó có được vài lần nghe thấy ở đâu. Hiện trường bình luận lập tức liền nổ tung, mỗi người đều ăn bất diệt nhạc hồ,
trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Bên ngoài này không có ăn đến, mỗi một người đều chảy nước miếng, dương mắt kỳ vọng. Người người trên mặt đều treo nụ cười, ngoại trừ Tiếu Canh ngây tại chỗ, bối rối. Là như thế nào tình huống? Không phải làm cho tìm một hàng giả, làm một ít khó ăn đồ ăn sao? Không phải nói làm cho Giang Sách thân bại danh liệt, cũng nữa lật không được quá thân sao? Làm sao tình huống hiện thật cùng trong tưởng tượng chênh lệch lớn như vậy, Tiếu Canh thậm chí cũng hoài nghi hiện trường những thứ này khán giả có phải hay không mời tới kẻ lừa gạt. Cái này Nguyễn Hồng đang làm cái gì máy bay? Nhìn những khách cũ ăn cao hứng như vậy, Tiếu Canh trong đầu đang chửi đồng, trên mặt lúc trắng lúc xanh, rất là khó chịu. Thân Cung Huân nhưng thật ra cảm thấy buồn cười. Nàng nói rằng, ba, người xem, đại gia ăn cỡ nào hài lòng a? Xác định là ở bôi đen Giang Sách mà không phải thổi phồng Giang Sách. Lão Thiên Tôn trong khoảng thời gian ngắn cũng mộng ép. Hắn quay đầu trở lại nhìn bên cạnh Tiếu Canh, chất vấn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải nói tốt, làm rất khó ăn đồ ăn, đem Giang Sách cho bôi đen sao? Làm sao tình huống nhìn qua hoàn toàn tương phản? Hỏi Tiếu Canh hỏi ai? Hắn cũng hoàn toàn bối rối, căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Một nhóm ba người hướng trong chen. Tiếu Canh giành trước đi ra, trong góc cùng Nguyễn Hồng đụng với. Vừa thấy mặt hắn liền chửi ầm lên, người thì em chuyện gì xảy ra? Vì sao quần chúng phản ứng cùng tưởng tượng không giống với a? Ta để cho ngươi đem thức ăn làm khó ăn một điểm, ngươi khen ngược, làm ăn ngon như vậy làm cái gì? Làm sao, ngươi muốn bang Giang Sách xây dựng tốt danh tiếng? Nguyễn Hồng lòng muốn chết đều có. Hắn nào biết đâu rằng là chuyện gì xảy ra, hết thảy đều là theo kế hoạch tiến hành, làm sao lại gây ra rủi ro. Nguyễn Hồng nói rằng, ta cũng không biết chỗ đó có vấn đề a. Ta liền tìm một hàng giả, làm cho hắn làm vài cái khó ăn đồ ăn, làm sao quần chúng còn phản ứng ăn ngon như vậy đâu. Chẳng lẽ, những người này vị giác đều có vấn đề? Nói những người này vị giác đều có vấn đề vậy khẳng định không có khả năng. Đồng dạng. Hiện trường nhiều người như vậy, cũng không khả năng tất cả đều là kẻ lừa gạt. Na vấn đề ở chỗ nào? Tiếu Canh nhìn về phía chính giữa sân khấu cái kia nấu ăn hàng giả, đi qua bán trong suốt bình phong, loáng thoáng có một loại cảm giác quen thuộc. Cảm giác, giống như là Giang Sách bản thân. Tiếu Canh nhíu mày, hỏi, na hàng giả lai lịch gì a? Nguyễn Hồng thành thật trả lời, trên đường gặp phải, gọi Lưu Trụ, ta xem hắn dung mạo rất giống như Giang Sách. Liền kêu qua đến giúp đỡ. Lưu Trụ, trên đường gặp phải, Tiếu Canh càng nghĩ càng không đúng tinh thần, đi, khiến người ta đem bình phong toàn bộ đều rút lui. A, không thích hợp a, một phần vạn bị người phát hiện là hàng giả. Em đi, cơm nước làm ăn ngon như vậy, hàng giả đều được hàng thật rồi. Đi, đem bình phong rút lui, cho ta xem người này đến cùng cái gì nguồn gốc. Thành. Sau đó, Nguyễn Hồng phân phó thủ hạ đem bình phong cho triệt bỏ. Vì vậy, Giang Sách liền hoàn toàn đứng ở trên võ đài, cho mọi người biểu diễn chủ nghệ, chế tác món ngon, toàn phương vị 360 độ không góc chết quan sát. Ở mặt trời chiếu rọi xuống, càng lộ ra sặc sỡ lóa mắt. Tiếu Canh chuyển tới hắn đối diện mặt, mở to hai mắt nhận chân chân nhìn, khi nhìn rõ sở trên võ đài người kia diện mục sau đó, suýt chút nữa không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Đó là hàng giả, đó là thật sự hàng còn muốn thực sự hàng chợ a. Tiếu Canh một bả níu lấy Nguyễn Hồng cần cổ, quát, ngươi tìm em chơi ta là a. Đây chính là ngươi tìm hàng giả. Nguyễn Hồng gật đầu, đúng vậy, có vấn đề gì không? Có vấn đề gì, ngươi là nhược trí sao? Cái này thì em chính là Giang Sách bản thân. Tiếu Canh suýt chút nữa không tức giận chết. Gặp qua ngu xuẩn, chưa thấy qua như thế ngu xuẩn. Cho ngươi đi tìm một hàng giả tới giả trang Giang Sách, ngươi khen ngược. Để người ta bản tôn cho tìm tới, đây coi là chuyện gì xảy ra. Nguyễn Hồng trợn tròn mắt. Hắn lăng lăng nhìn trên võ đài Giang Sách, đầu óc trống rỗng. Giang Sách? Không phải Lưu Trụ sao? Tiếu Canh đi tới đang ở hắn trên ót tới một cái, còn em Lưu Trụ rồi. Cái này chính là Giang Sách, ngươi bị hắn đùa bỡn. Tiếu Canh vừa vội vừa tức. Vốn muốn tìm một hàng giả tới hủy diệt Giang Sách danh tiếng, làm cho hắn thân bại danh liệt.
Nào ngờ, Nguyễn Hồng tên khốn kiếp này cư nhiên đem bản tôn cho tìm tới. Hiện tại được rồi, Giang Sách một phân tiền không tốn liền cử hành một cái miễn phí tặng lại xã hội mỹ thực hoạt động, thắng được cả sảnh đường gieo hò khen ngợi. Đem thực tiệm thuốc danh khí truyền bá rộng hơn. Tiếu Canh dùng tiền hoa lực, kết quả là một Giang Sách làm giá y. Thực sự là tiền mất tật mang. Thua thiệt lớn. Nguyễn Hồng cũng là không nghĩ tới, chính mình tính kế tính tới tính lui, nhưng thật ra bị Giang Sách tính toán. Hắn nơi nào nghĩ đến, ven đường tùy tiện kéo tới một người, là có thể là Giang Sách bản thân. Thật là, người nếu như không may, uống nước lạnh đều nhét kẽ răng. Tiếu Canh cùng Nguyễn Hồng hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, tức giận nguy, nhưng không thể làm gì, sự tình đều đến tình trạng này. Bọn họ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Chỉ có thể nhận tài. Chính mình dùng tiền bang Giang Sách tranh thủ mỹ danh, cái này người tốt chuyện tốt làm. Trong lòng biệt khuất a. Giang Sách làm xong một món ăn sau đó, hướng về phía dưới đài Tiếu Canh khoát tay áo, cố ý hô, Tiếu tiên sinh, người cũng tới rồi nha. Tiếu Canh mặt lạnh. Được tiện nghi còn khoe mã, ta nhổ vào. Hắn đều không muốn phản ứng Giang Sách. Hết lần này tới lần khác Giang Sách còn, được một tấc lại muốn tiến một thước, nói, thực sự là cảm tạ Nguyễn Hồng đại ca có hảo ý, chẳng những hỗ trợ làm cái này tặng lại xã hội miễn phí mỹ thực hoạt động, còn phải cho ta 10 vạn đô la tiền thù lao, cảm tạ a. Nguyễn Hồng nghe tê cả da đầu. Sát nhân Chu Tâm ở đâu? Ngươi đều chiếm lớn như vậy tiện nghi, chỗ tốt gì ngươi đều lấy đi, ngươi thì em còn muốn na 10 vạn đô la tiền thù lao. Nguyễn Hồng tương đương tuyệt vọng. Hắn cả đời hãm hại người khác. Sốt cục, lần này đến phiên người khác bẫy chết hắn. Thực sự là thiên đạo tốt luân hồi. Hoạt động sau đó, Giang Sách từ trên võ đài đi xuống, cùng Lão Thiên Tôn, Thân Cung Huân, Tiếu Canh bọn họ cùng đi tới. Lão Thiên Tôn vỗ vỗ Giang Sách bả vai, cười ha hả nói rằng, không sai, một lần này hoạt động cử hành tốt, cho ta thực tiệm thuốc yên lành đánh một hồi quảng cáo. Chỉ là lần sau có nữa việc này, nhớ kỹ trước giờ nói với ta một tiếng. Giang Sách nhún vai, chuyện đột nhiên xảy ra, chưa kịp cùng ngài nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiếu Canh, phi thường ủ rũ nhi hư nói rằng, ta cảm thấy được như vậy hoạt động tốt vô cùng, nếu không Tiếu tiên sinh, hai ngày nữa ta lại dùng tiền làm một lần. Còn, lúc này đây chính là Tiếu Canh hoa tiền có được hay không? Tiếu Canh sắc mặt siêu cấp xấu xí. Lão Thiên Tôn phi thường châm chọc nói rằng, đề nghị này không sai a, mấy ngày nữa chúng ta lại làm một lần lớn, làm cho toàn thế giới đều biết thực tiệm thuốc đại danh. Tiếu Canh, số tiền này ngươi chuẩn bị một chút. Cái này, Lão Thiên Tôn, ta biết sai rồi. Tiếu Canh cúi đầu, tương đương xấu hổ, Lão Thiên Tôn rất ít ngay trước nhiều người như vậy làm cho hắn không xuống đài được, nói rõ Lão Thiên Tôn là thật sinh khí. Hanh, Lão Thiên Tôn phất ống tay áo một cái. Xoay người rời đi. Tiếu Canh thì trừng mắt Giang Sách, nắm chặt song quyền, tức giận cắn răng, bộ dáng kia phải nhiều khôi hài thì có nhiều khôi hài. Giang Sách phi thường, hư, cùng Tiếu Canh lên tiếng chào, sau đó đang lúc mọi người tiếng hoan hô trong ly khai, lúc đi, khắp khuôn mặt là nụ cười. Người khác dùng tiền, phủng, hắn, chuyện tốt như vậy, thật là thật lâu không có gặp. Chuyện bên này xong xuôi sau đó. Giang Sách lập tức mang theo nguyên liệu nấu ăn, lái xe cùng đôi ngư cùng nhau chạy tới tuân thủ nghiêm ngặt nhà. Vừa mới đi vào phòng khách, Lô Văn Diệu cứ vui vẻ đã đi tới, vỗ vỗ Giang Sách bả vai, nói rằng, hôm nay người sáng sớm nhưng là hiển lộ tài năng đem vẽ còn tập đoàn hung hãn thu thập một trận. Buổi sáng sự tình, Lư tiên sinh ngài cũng biết rồi rồi. Đó là đương nhiên, lớn như vậy tin tức, muốn không biết đều khó khăn Dừng một chút, Lô Văn Diệu lại nói tiếp, ngoài ra ta còn phải cảm tạ ngươi, Giang lão bản, ngươi quả nhiên không có nuốt lời, chị tôn nữ của ta, bệnh. Đêm qua nếu di nàng cư nhiên chủ động gọi điện thoại cho ta, tâm tình khá vô cùng. Còn lần nữa muốn ta nói với ngươi một tiếng, cảm tạ. Giang lão bản, ngươi thật là có bản lĩnh, ta na tôn nữ nhưng là phi thường chán ghét nam nhân, ngươi cư nhiên có thể làm cho nàng đối với ngươi như vậy tôn kính, thật là đáng quý. Giang Sách khoát tay áo, ta chỉ là tấn mình có khả năng mà thôi, hơn nữa ta cũng không phải phát thiện tâm, Lư tiên sinh. Chúng ta trước nhưng là từng có ước định.
Ước định này sẽ không cần Giang Sách đặc biệt nói rõ, Lô Văn Diệu trong lòng hiểu rõ. Lô Văn Diệu gật đầu, yên tâm, lão phu không phải thứ người qua sông rút cầu kia, về đề cử cho Trần lão sự tình ta sáng sớm đã nói được rồi. Giang lão bản ngày trước cho theo Như Vân làm bữa trưa a, sau đó ta liền dẫn ngươi đi thấy Trần lão. Một lời đã định. Giang Sách ôm phi thường tâm tình vui thích hoàn thành một bàn phong phú bữa trưa, tương theo Như Vân có thể thật vui vẻ ăn cơm. Mấy ngày nay, ở Giang Sách tỉ mỉ chăm sóc dưới, tương theo Như Vân khí sắc khôi phục rất nhiều, hơn nữa thể trọng cũng một chút xíu đi lên, thì ra nhìn qua liền 80 nhiều cân dáng vẻ, nghĩ tại đoán chừng phải có 90 sinh ra. Tuy là còn hơi gầy, nhưng 90 nhiều cân thể trọng, đã là bình thường thể trọng, nhìn qua thon thả. Ở tương theo Như Vân ăn cơm võ thuật, Giang Sách ở Lô Văn Diệu dưới sự hướng dẫn. Lần thứ hai gặp được Trần lão, đương nhiên, vẫn là ở cái kia đặc thù trong hoa viên. Trần lão đang ở trong hoa viên tiến hành chiết cây, đem đóa hoa chiết cây đến trên cây, tiếp tục hắn từ trước công tác. Lô Văn Diệu cùng Giang Sách hai người tới sau đó, Lô Văn Diệu chủ động nói rằng, lão Trần, ta đem Giang Sách mang đến, sáng sớm ta đã nói với ngươi sự tình ngươi nghĩ xong chưa? Trần lão ngừng công việc trong tay nhi, quay đầu trở lại nhìn một chút Giang Sách, nói rằng, lão Lô hắn nói với ta, ngươi muốn làm đồ đệ của ta. Giang Sách hai tay ôm quyền, là, ta nghĩ muốn trở thành Trần lão đồ đệ, học tập chiết cây thuật. Trần lão cười cười, ta đây môn kỹ thuật nhưng là giá trị phi phàm, đơn giản sẽ không ngoại chuyện, nhưng không lay chuyển được lão Lô lần nữa khuyên bảo, mấy thập niên tình cảm, ta cũng không thể không để ý. Như vậy đi, Giang Sách, ngày hôm nay ta sẽ dạy ngươi kỹ thuật chiết cây đơn giản nhất một tầng, nếu như ngươi có thể ở một nén nhang bên trong học được, ta đây liền chính thức thu ngươi làm đệ tử, nếu như không học được. Vậy chỉ có thể nói ngươi thiên tư không đủ, không cần lại miên man suy nghĩ, như thế nào? Một nén nhang. Lô Văn Diệu nhíu nhíu mày, lão Trần, ngươi có hay không quá làm khó dễ người? Ngươi thu trên một cái đồ đệ thời điểm, nhưng là cho ba nén nhang thời gian, làm sao đến Giang Sách nơi đây, cũng chỉ cho một nén nhang. Có phải là ngươi hay không căn bản không muốn nhận Giang Sách? Cố ý tìm mượn cớ. Giống như là cha mẹ vợ không muốn gả nữ nhi, cố ý muốn rất nhiều lễ hỏi, đem nhà trai dọa cho lui giống nhau. Trần lão cười ha ha, lão Lô, thu hồi ngươi tiểu nhân tâm tư, ta cũng không ngươi nghĩ hư như vậy. Ta đây môn kỹ thuật tuyệt đối không phải người bình thường có thể học được, trước đây ta chính là yêu cầu không phải nghiêm, thu một cái không thành tài đồ đệ, không có cách nào học được tất cả của ta bộ phận bản lĩnh. Ta bây giờ muốn thông, thà thiếu không ẩu, muốn làm đồ đệ của ta, nhất định phải là nhất đẳng kỳ tài. Giang Sách, ngươi có thể sao? Giang Sách cuộc đời thích nhất một việc, đó chính là khiêu chiến. Ta nguyện thử một lần. Cơ hội đang ở trước mắt, nếu như nắm chặt không được, đó chỉ có thể nói chính mình vô dụng. Là nam nhân, liền không thể toàn dựa vào người khác hỗ trợ. Tốt, người qua đây. Giang Sách đi tới Trần lão bên người, lập tức, Trần lão bắt đầu cặn kẽ đem mình kỹ thuật chiết cây tầng thứ nhất truyền thụ cho Giang Sách. Hắn kỹ thuật chiết cây tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất độ khó là thấp nhất, là đem hoa chiết cây đến trên cây khô. Mặc dù nói đơn giản nhất, nhưng là chỉ là so với việc cái khác hai tầng mà nói, trên thực tế, cái này chiết cây độ khó vẫn là tương đối lớn. Chỉ là giảng giải, liền ước chừng hao tốn thời gian một tiếng. Được rồi, tất cả trọng điểm ta đều nói cho ngươi biết, kế tiếp thì nhìn chính ngươi rồi. Trần lão ngồi xuống một bên, gác chéo chân, uống trà, sau đó đốt một nén nhang. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang sẽ hoàn thành chiết cây tầng thứ nhất. Đem hoa chiết cây đến trên cây, cái này độ khó có thể tưởng tượng được, không riêng muốn đem trước một giờ nội dung toàn bộ đều hấp thu đi vào, còn phải thông hiểu đạo lý, đồng thời khắc phục trong thực tế trắc trở. Cái này, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Coi như là Trần lão chính mình, nếu để cho hắn bắt đầu lại từ đầu học, ước đoán chí ít cũng phải hai nén nhang thời gian. Quả thật có chút ép buộc. Nhưng... Trần lão chính là muốn thu một cái kỳ tài, muốn trò giỏi hơn thầy. Thà thiếu không ẩu, tình nguyện không thu cũng tuyệt đối không muốn một cái người tầm thường. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Giang Sách, trong lòng âm thầm nói rằng, Giang Sách, hướng ta bày ra thiên phú của ngươi a. Ở Trần lão cùng Lô Văn Diệu hai người nhìn kỹ phía dưới,
Giang Sách bắt đầu rồi khiêu chiến của hắn. Trước xem Trần Lão chiết cây, cảm giác vô cùng đơn giản, hơn 10 giây là có thể hoàn thành một lần chiết cây, trên cơ bản không có bất kỳ độ khó, nhưng đã đến Giang Sách nơi đây, lại lần nữa thất bại. Thậm chí còn không đợi chiết cây, trong tay hoa liền khô héo. Giang Sách cũng không có nản lòng, mà là nín thở ngưng thần, đem trước Trần Lão giảng thuật đồ đạc lại phản phản phục phục qua một lần. Tiếp lấy tiếp tục nếm thử. Một lần, hai lần, ba lần. Hương càng đốt càng ngắn. Rốt cục, ở hương đốt 2/3 thời điểm, Giang Sách đứng dậy xoa xoa mồ hôi trán, mỉm cười nói, hoàn thành. Oanh! Lô Văn Diệu cùng Trần Lão đồng thời cảm thấy khiếp sợ. Chỉ có 2/3 nén hương thời gian mà thôi, liền hoàn thành. Lợi hại! Trần Lão đặt chén trà xuống, đi tới bên cây. Nhận nhận chân chân kiểm tra, quả thực như Giang Sách nói vậy, hoàn thành. Hắn bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn về phía Giang Sách, khiếp sợ trong lòng khó có thể nói nên lời. Tuy là hắn sáng sớm nhất định Giang Sách là có thể hoàn thành. Nhưng là không nghĩ tới Giang Sách sẽ ở đây sao trong thời gian ngắn hoàn thành, nhất định chính là cái kỳ tích. Người này, thật là kỳ tài cũng. Nhìn một chút, Trần Lão phốc suy vui vẻ, cười ha ha. Giang Sách cùng Lô Văn Diệu nhìn nhau, không rõ có ý tứ. Hồi lâu, Trần Lão chỉ có đình chỉ tiếng cười, cao hứng nói, hài lòng ở đâu, ở ta thọ mệnh sẽ hết trước, Lão Thiên Gia cư nhiên có thể thưởng ta như vậy nhân tài ưu tú làm đồ đệ, ta đây chọn đời sở học, không đến mức không có truyền thừa. Lão Thiên Gia, người không tệ với ta a. Đối với Giang Sách biểu hiện, không thể nghi ngờ, Trần Lão là phi thường hài lòng. Cái loại này vui sướng đều đã không cần nói, trực tiếp từ trên mặt cũng có thể thấy được. Trần Lão sờ sờ râu mép, nói rằng, hôm nay học tập liền đến nơi đây, Giang Sách, chưa mai tới phiên ngươi, ta sẽ dạy ngươi chiết cây tầng thứ hai. Giang Sách vui mừng quá đỗi, tạ sư phụ. Một tiếng này, sư phụ, nhượng Trần Lão nước mắt đều phải rớt xuống. Trần Lão cái này nhân loại nơi nào đều tốt, ngay cả có một cái khuyết điểm cậy tài khinh người. Chớ nhìn hắn trong ngày thường đối nhân xử thế đều phi thường hiền lành, cũng là một cái si tình mầm móng, chỉ khi nào tham thảo bắt đầu học thuật vấn đề tới, hắn là ai vậy đều coi thường. Trên cơ bản không ai có thể bị hắn để vào mắt. Cho nên, ở Giang Sách trước, hắn chỉ lấy qua một cái đồ đệ, chính là thánh thủ thay đổi luôn Niếp Thiên Kỳ. Niếp Thiên Kỳ thiên phú cũng là tương đương nổ tung, có thể dùng thiên phú dị bẩm, 4 chữ để hình dung. Nhưng coi như là nhân tài ưu tú như vậy, cũng vẻn vẹn nắm giữ Trần Lão thất thành kỹ thuật. Là tối trọng yếu 3 thành, Niếp Thiên Kỳ vẫn chưa thể học được, không phải Trần Lão không phải giáo, mà là Niếp Thiên Kỳ thiên tư theo không kịp, không học được. Bất quá, coi như chỉ có Trần Lão thất thành trình độ. Niếp Thiên Kỳ cũng đã là nhân bề trên. Rốt cục không nhẫn nại được tịch mịch, bị Lão Thiên Tôn cho đào đi, vẽ đường cho hươu chạy. Vì thế, Trần Lão thương tâm khổ sở rồi thật lâu. Trần Lão tuổi đã lớn, cộng thêm quanh năm tháng dài không ngừng nghỉ công tác, thân thể hầu như nằm ở hỏng mất trạng thái, không biết khi nào sẽ bỏ mạng, hắn cũng biết chính mình ngày giờ không nhiều, tiếc nuối lớn nhất chính là chọn đời kỹ thuật không người truyền thừa. May mà, Giang Sách xuất hiện. Như vậy một cái tài ngút trời xuất hiện ở Trần Lão trước mặt, nhượng Trần Lão lại không tiếc nuối. Một tiếng, sư phụ. Nhượng Trần Lão cảm thấy cuộc đời này viên mãn. Tốt, tốt, ngoan đồ nhi, hôm nay ngươi trước tiên đem tầng thứ nhất hảo hảo nắm giữ, tin tưởng lấy thiên phú của ngươi, muốn đem vi sư toàn bộ kỹ thuật đều học được cũng không phải vấn đề. Hai người lại đàm luận chút học thuật vấn đề, sau đó Giang Sách chỉ có lưu luyến rời đi hoa viên. Nhìn Giang Sách bóng lưng, Trần Lão một bên vuốt râu mép một bên vui mừng. Đồ đệ này, quá tuyệt. Lô Văn Diệu ở một bên nói rằng, Lão Trần A, thật lâu không nhìn thấy ngươi vui vẻ như vậy. Trần Lão cười ha ha, có thể có Giang Sách một cái như vậy đệ tử, làm sao có thể không vui. Lô Văn Diệu kỳ thực cũng thật ngoài ý liệu, cùng Trần Lão trước ở chung vài thập niên, Lô Văn Diệu kỳ thực cũng biết Trần Lão tính khí, đây chính là trong mắt nhào nặn không được hạt cát, cậy tài khinh người, ai cũng không nhìn chúng. Có thể đối với Giang Sách như vậy thỏa mãn. Vậy nói rõ Giang Sách thiên phú tuyệt đối là trong 1 vạn không có 100 năm khó gặp kỳ tài. Trần Lão tiếp tục nói, Lão Lô A,
lúc này đây thực sự là cảm ơn ngươi. Phối hợp ta diễn cái này xuất diễn. Lô Văn Diệu nở nụ cười, cũng không coi xong toàn bộ diễn kịch a, dù sao ta cũng quả thực phải giải quyết nhược gì vấn đề. Thì ra, thu Giang Sách làm đệ tử, còn có ẩn tình khác. Kỳ thực lần đầu tiên chứng kiến Giang Sách, Trần Lão cũng đã vừa Giang Sách, muốn thu Giang Sách làm đệ tử, vấn đề là, hắn bình thường cao ngạo quán, không chịu cúi đầu tìm Giang Sách. Cho nên, hắn mới có thể khẩn cầu Lô Văn Diệu hỗ trợ, làm cho Giang Sách chủ động tới tìm hắn. Mà Lô Văn Diệu ngay từ đầu cũng biết Lô Nhược Di ở trường học tao ngộ rồi một ít tình trạng, vốn là dự định đích thân đi giải quyết, khi biết Trần Lão cần giúp sau đó, liền quyết định đem chuyện này giao cho Giang Sách để làm. Cứ như vậy, đã có thể để cho Giang Sách giải quyết Lô Nhược Di trường học vấn đề, lại giải quyết rồi Trần Lão thu học trò vấn đề, một lần hành động đôi được, mấu chốt là Lô Văn Diệu còn cái gì cũng không cần làm. Trên đời này không có so với cái này càng tiện nghi tốt chuyện. Dừng một chút, Trần Lão tiếp tục nói, Lão Lô A, ta cũng nhìn ra được ngươi thật giống như đã cùng Giang Sách có chút ý nghĩ. Lô Văn Diệu sửng sốt một chút, nói rằng, ta có thể có ý kiến gì. Nói thật, Giang Sách tài nấu ăn so với ta đều cao, ta cũng không tư cách làm người ta lão sư. Trần Lão hắc hắc cười xấu xa, làm hay sao lão sư, có thể coi ra ra A. Lô Văn Diệu mặt của lúc đó liền đỏ, ngươi một cái già mà không đứng đắn. Nói gì? Trần Lão nói rằng, chúng ta vài thập niên bạn cũ, người điểm nhỏ này tâm tư ta còn không nhìn ra. Người nhất định là coi trọng Giang Sách, muốn hắn khi người tôn nữ tế. Lô Văn Diệu còn chết không thừa nhận, chớ nói lung tung. Nhược Di nàng vẫn còn ở học đại học, nói chuyện cưới gả sớm điểm. Cũng 20 giây xích tuổi, không còn sớm, có thể kết hôn rồi. Nói đến đây, Lô Văn Diệu không khỏi thở dài. Nói những thứ này đều vô dụng, Giang Sách hắn đã kết hôn rồi. À, có việc này, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Lô Văn Diệu bất đắc dĩ nói rằng, đúng vậy, quá đáng tiếc, Giang Sách là duy nhất một cái làm ta thỏa mãn, đồng thời còn có thể để cho Nhược Di hài lòng vui cười nam nhân, thực sự là quá đáng tiếc. Đối với cái này hai lão già ý tưởng, Giang Sách là tuyệt không biết. Hắn yên lặng về tới phòng khách. Vào lúc này Tương Y Vân đã sớm cơm nước xong, ngồi ở trên ghế salon xem sách. Các loại Giang Sách sau khi trở về, nàng xem lại tựa như vô tình ngẩng đầu liếc nhìn, hỏi, hôm nay ngươi làm sao ly khai lâu như vậy a? Giang Sách nhún vai, tiếp nhận rồi một cái khiêu chiến, bái Trần Lão vi sư. Phải, Tương Y Vân rất là ngoài ý muốn, nàng có biết Trần Lão tính khí, có thể nhượng Trần Lão thu làm đệ tử. Giang Sách thiên phú nhiều lắm cao. Giang Sách càng là ưu tú, Tương Y Vân thì càng có điểm. Nàng tằng hắng một cái, hỏi, người cùng Nhược Di quan hệ rất tốt sao? Giang Sách sửng sốt một chút, để làm chi hỏi như vậy? Tương Y Vân chu mỏ một cái, nói rằng, không có gì nha. Chính là tùy tiện hỏi một chút, người hai ngày này lại là tiếp nàng tan học, lại là tiễn nàng đến trường, giống như là tình lữ giống nhau. Giang Sách nở nụ cười. Ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là dựa theo Lư tiên sinh khai báo đi làm mà thôi, cái gì tình lữ không phải tình lữ. Ta đều sấp xỉ 30 nhân rồi, Nhược Di mới bây lớn. Vừa qua khỏi 20 a, chúng ta chênh lệch 7-8 tuổi, làm sao có thể thích hợp. Tương Y Vân đột nhiên cảm giác có động lực. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, ta 24, chênh lệch bất quá 4-5 tuổi, hoàn toàn có thể tiếp thu. Ngươi nói cái gì? Giang Sách hỏi. Không có. Không có gì, người ngày mai phải cho ta làm cái gì ăn ngon. Hâm lại thịt. Ân, chờ mong. Đi trước, ngày mai trở lại. Tốt, cúi chào. Nhìn Giang Sách bóng lưng rời đi, Tương Y Vân có điểm lưu luyến, không biết từ lúc nào bắt đầu. Tương Y Vân cảm thấy mỗi ngày vui vẻ nhất thời gian, chính là cùng Giang Sách lúc nói chuyện. Không cần nhiều, mỗi ngày nói lên như vậy nói mấy câu, là có thể để cho nàng hài lòng thật lâu. Cái này, chính là thích một người cảm giác a. Ly khai tuân thủ nghiêm ngặt nhà sau, Giang Sách cũng không có tuyển trạch trở về thực tiệm thuốc, mà là tiến đến nhân tâm y viện, bởi vì hắn nhận được tin tức, Thôi Oánh thi thể giải phẫu, có kết quả rồi. Giang Sách một đường lái xe chạy như điên, rất nhanh là đến nhân tâm y viện. Cùng đôi ngư cùng đi đến rồi phòng giải phẫu.
Nơi này là nhân tâm y viện cốt lõi nhất, bảo hộ biện pháp làm xong địa phương. Coi như là vẽ còn tập đoàn mạnh mẽ xông tới, cũng tuyệt đối không có khả năng đánh tiến đến. Giang Sách đi tới câu nói đầu tiên là kết quả là cái gì? Giải phẫu phân tích Chu Nghĩa Thịnh bác sĩ đã đi tới, cách khẩu trang nói rằng, Giang Đồng, căn cứ ngài cung cấp phệ tâm tán tin tức tương quan. Chúng ta đối với Thội Oánh thi thể tiến hành nghe ngóng phẫu phân tích, hoàn toàn ăn khớp, Thội Oánh đúng là chúng phệ tâm tản độc. Nàng tuy là người đã chết, thế nhưng độc tố vẫn ở chỗ cũ thân thể lan tràn, loại độc chất này, cũng sẽ không bởi vì người chết đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đình chỉ, mà là biết vẫn ép thân thể con người chất dinh dưỡng, thẳng đến nhân thể hoàn toàn thối rữa. Nói chuyện võ thuật, Chu Nghĩa Thịnh cho Giang Sách thể hiện rồi thi thể hiện trạng. Chỉ có ngắn ngủi 2-3 ngày võ thuật, thi thể liền hầu như hoàn toàn hư thối, mặc kệ các thầy thuốc sử dụng tốt bao nhiêu chống phân hủy thủ đoạn, đều căn bản không dậy được bất cứ tác dụng gì. Phệ tâm tản độc tính quá bá đạo, một ngày phát tác, không phải hút khô không phải bỏ qua. Chu Nghĩa Thịnh tiếp tục nói, trên thi thể có rất nhiều hắc sắc vằn, giống như là, khói mù, giống nhau, trong vòng thời gian ngắn cuộn sạch cả cổ thi thể, do đó hấp thụ chất dinh dưỡng. Dừng một chút, Chu Nghĩa Thịnh lại mở ra một cái hộp này là Thôi Oánh sinh tiền lưu lại, nói là giải dược. Chúng ta đối với thi thể dùng, phát hiện quả thật có thể ức chế độc tính. Thế nhưng, này giải dược có một vài điều kiện, người được sống. Này giải dược chỉ thích dùng cho người sống, nếu như người còn sống, đó là có thể đưa đến thời gian rất lâu y đan dệt tác dụng, không sai biệt lắm có thể cam đoan một người 30 thiên tả hữu không hề tái phát. Động lòng người đã chết nói, na này giải dược sẽ rất gân gà. Chỉ có thể ức chế 5 giờ không tới thời gian, dược tính sẽ suy nhược đến không còn cách nào ức chế độc tính trình độ. Đây chính là vì có tác dụng gì qua giải dược, thi thể như trước biết thối giữa rất nhanh duyên cớ. Giang Sách thở dài. Thôi Oánh, một cái bao nhiêu cao thượng nữ nhân, dĩ nhiên biết lấy phương thức này chết thảm. Sau khi chết ngay cả thi thể đều không thể bảo trụ, vẽ còn tập đoàn làm nghiệt thực sự là không cạn. Không vì cái gì khác, vẻn vẹn là vì cho Thôi Oánh báo thù, Giang Sách cũng sẽ tự tay đem vẽ còn tập đoàn cho diệt trừ. Lúc này, Chu Nghĩa Thịnh tiếp tục nói, còn có một chút trọng yếu phát hiện, Giang Đồng, ngài sở đưa tới đóa hoa kia. Hoa! Giang Sách nhớ tới, là mình lần đầu tiên cùng Trần Lão gặp mặt thời điểm lấy được hoa, hắn cũng giao cho bác sĩ, hỗ trợ phân tích nghiên cứu. Hoa làm sao vậy? Chu Nghĩa Thịnh nói rằng, hoa này đại hữu văn chương, trải qua chúng ta tỉ mỉ nghiên cứu phân tích, phát hiện hoa nhân tố cùng giải dược có 90% trọng hợp độ. Hầu như có thể kết luận, giải dược, chính là dùng như vậy hoa vì nguyên vật liệu chế thành. Hơn nữa ta phát hiện, không riêng gì giải dược, kỳ thực phệ tâm tản nhân tố cùng hoa cũng có 80% trọng hợp độ, như vậy nói cách khác, hoa, cũng là phệ tâm tản chế tác nguyên vật liệu. Tin tức này, xác thực làm người ta khiếp sợ. Hoa, đồng thời là phệ tâm tán cùng với giải dược nguyên vật liệu. Như vậy nói cách khác, trồng loại hoa này nhân. Đầu tiên là lợi dụng hoa luyện chế phệ tâm tán, sau đó dùng luyện chế giải dược, lợi dụng phệ tâm tán giải dược để khống chế người khác. Tiếp thu khống chế, có thể có được giải dược, không tiếp thu khống chế, hạ tràng tựu như cùng Thôi Oánh như vậy thê thảm. Trước đây, Giang Sách chỉ biết là hoa đại khái xuất chính là chế tác giải dược nhân tố, hoàn toàn không biết thì ra phệ tâm tán cũng là hoa chế tạo thành. Cái này, huyền nghi vòng xoáy sâu hơn. Hoa là từ Trần Lão bên kia lấy được, nếu như Chu Nghĩa Thịnh sở suy đoán toàn bộ đều là thực sự, có phải hay không nói rõ Trần Lão hắn chính là đầu sỏ gây nên. Giang Sách mới bái sư phụ, là một ác ma. Trong lúc nhất thời, Giang Sách đại não đang nhanh chóng vận chuyển, đem các loại có khả năng đều suy nghĩ một lần. Chu Nghĩa Thịnh đứng ở một bên yên lặng chờ, không nói câu nào, cùng Giang Sách ở chung lâu như vậy, hắn biết Giang Sách thói quen. Lúc này muôn ngàn lần không thể đi quấy rối Giang Sách suy nghĩ. Đại khái 20 min sau đó, Giang Sách chậm lại. Hắn bình tĩnh nói rằng, hoa, đã là giải dược lại là độc dược, có người dùng hoa luyện chế phệ tâm tán, do đó khống chế toàn bộ Yến Thành, cùng lúc đó, lại dùng hoa chế tạo ra giải dược, bảo đảm những thứ này bị khống chế nhân sẽ không chết. Đóa hoa này là ta từ Trần Lão bên kia mang về, trên mặt nổi xem. Trần Lão chính là tội khôi họa thủ có khả năng cực cao, thế nhưng,
đừng quên Trần lão còn có một cái đồ đệ thánh thủ thay đổi luôn Niếp Thiên Kỳ. Niếp Thiên Kỳ cũng tương tự học xong hoa này bồi dưỡng kỹ xảo, hơn nữa mấu chốt nhất một điểm, Niếp Thiên Kỳ bị Lão Thiên Tôn cho đào đi, một mực vì Lão Thiên Tôn làm việc. Phệ tâm tán là Niếp Thiên Kỳ chế luyện có khả năng, nếu so với Trần lão đại nhiều lắm. Đôi ngư gật đầu, nói bổ sung, ta còn có mặt khác một cái tin tức có thể bằng chứng suy đoán này. Đó chính là Lão Thiên Tôn đối với Niếp Thiên Kỳ vô cùng dung túng. Phải biết rằng, Lão Thiên Tôn tính khí phi thường nóng nảy, người nào tội hắn, đó là có thù tất báo. Nhưng đối với Niếp Thiên Kỳ, hắn nhưng khắp nơi nhường nhịn, thậm chí ngay cả Tửu Trì Thịt Lâm đều làm ra tới, Lão Thiên Tôn cũng không có nửa câu phê bình, cái này rất không tầm thường. Sau lưng nguyên nhân, sợ sẽ là Lão Thiên Tôn có nhược điểm ở Niếp Thiên Kỳ trong tay. Cái này nhược điểm, cực đại xác suất chính là phệ tâm tán. Từ cố hữu manh mối tới suy đoán, Lão Thiên Tôn đào đi Niếp Thiên Kỳ, lợi dụng Niếp Thiên Kỳ chế ra phệ tâm tán cùng với giải dược, do đó khống chế toàn bộ Yến Thành. Lão Thiên Tôn là ăn thịt người lão hổ, na Niếp Thiên Kỳ chính là vì hổ làm tranh. Cái này, toàn bộ đều thuận. Chỉ là có một cái vấn đề khốn trụ Giang Sách, Lão Thiên Tôn là ngay từ đầu liền đem Niếp Thiên Kỳ đào đi qua chế tác phệ tâm tản sao. Cái này có điểm không đúng. Căn cứ trước tương theo như Vân đối với Giang Sách nói, Trần lão đã tiêu hao hết cả đời tâm huyết đang nghiên cứu làm sao đối phó tế bào ung thư, hắn nghiên cứu đi ra, kỹ thuật chiết cây, nhưng thật ra là đối phó tế bào ung thư kỹ thuật, làm sao lại cùng phệ tâm tán dính líu quan hệ rồi. Niếp Thiên Kỳ học tập là Trần lão kỹ thuật, kiên quyết cũng sẽ không cùng phệ tâm tán dính líu quan hệ. Đã như vậy, vì sao Lão Thiên Tôn còn muốn đào Niếp Thiên Kỳ? Chẳng lẽ là ngay từ đầu vì khắc phục tế bào ung thư, kết quả sau lại trong lúc vô ý chế ra phệ tâm tán? Giang Sách hỏi đôi ngư, Lão Thiên Tôn, hoặc là Lão Thiên Tôn thân cận nhất người bên cạnh, hiểu được bệnh ung thư sao? Đôi ngư phi thường khẳng định lắc đầu. Không có. Một cái cũng không có, thân thị huynh đệ cũng không cần nói, thân cung huân thân thể cũng kiện khang rất, coi như là Lão Thiên Tôn, Tiếu Canh hai cái này đã có tuổi, kỳ thực cũng đều phi thường kiện khang, không có bất kỳ bệnh ung thư tật bệnh. Cái này rất kỳ quái rồi. Lão Thiên Tôn người một nhà đều kiện kiện khang khang, vậy tại sao phải oạt giác Niếp Thiên Kỳ? Chẳng lẽ, Lão Thiên Tôn ngay từ đầu cũng biết Niếp Thiên Kỳ có thể chế tạo ra phệ tâm tán? Khả năng không lớn. Lão Thiên Tôn không phải là bác sĩ càng không phải là thần tiên, sao biết trước? Lão Thiên Tôn oạt giác Niếp Thiên Kỳ lý do là cái gì? Điểm này, kỳ thực rất trọng yếu. Giang Sách yên lặng đưa cái này vấn đề ghi tạc trong lòng, đợi về sau có cơ hội lại đi tìm kiếm đáp án, hiện nay là tối trọng yếu chính là từ Trần lão bên kia đem toàn bộ chiết cây, kỹ thuật đều học được. Các loại nắm giữ toàn bộ kỹ thuật, tin tưởng rất nhiều chân tướng cũng liền có thể tự nhiên nổi lên. Sau đó, Chu Nghĩa Thịnh nói rằng, Giang Đồng, thi thể đã nghiên cứu hoàn tất, chúng ta là không phải nên đem Thôi tiểu thư thi thể hậu táng. Giang Sách rất khẳng định gật đầu, đương nhiên muốn hậu táng, Thôi Oánh tiểu thư dùng tánh mạng của mình cho chúng ta đổi lấy chuyển cơ, nhân cách cao thượng, anh thư, phải hậu táng. Đôi ngư, chuyện này giao cho ngươi, phải đem Thôi Oánh tiểu thư tang lễ làm nở mày nở mặt. Là, đôi ngư tiếp được nhiệm vụ này. Lập tức. Giang Sách xoay người đi ra phòng giải phẫu, còn chưa đi ra rất xa, liền nhận được đến từ bình nước điện thoại của. Trong khoảng thời gian này bình nước một mực phụ trách người báo thù câu lạc bộ sự tình. Lúc này gọi điện thoại qua đây, chắc là câu lạc bộ bên kia xảy ra tình huống. Tiếp thông điện thoại. Chỉ nghe bình nước nói rằng, Giang Đồng, đêm nay có rảnh không? Giang Sách hỏi, chuyện gì, nói. Là như thế này. Người báo thù câu lạc bộ đám con nít này mỗi người thực lực mạnh mẽ, không để cho người thất vọng, thành công đánh vào rồi trận chung kết. Đêm nay, chúng ta thì đi điện tử cảnh kỹ trung tâm cùng Chí Tôn câu lạc bộ quyết nhất tử chiến. Nếu như có thể, chúng ta hy vọng có thể ở trận chung kết trông được đến Giang Đồng người của ngài ảnh, lúc đó mang cho chúng ta to lớn động lực. Giang Sách nở nụ cười, như thế thời khắc mấu chốt, ta đương nhiên phải đến chàng. Cảm tạ Giang Đồng. Ân. Cúp điện thoại, Giang Sách trong lòng lại cao hứng lại lo lắng. Đánh vào trận chung kết đương nhiên là đáng giá cao hứng sự tình, nhưng lại không thể cao hứng quá sớm, không phải cầm quán quân, tất cả vô dụng.
Chí Tôn câu lạc bộ là vẽ thượng tập đoàn tốn hao mấy năm chế tạo siêu cường câu lạc bộ, không thể khinh thường. Nếu như đêm nay có thể thuận lợi bắt, Na Tiến Công vẽ thượng tập đoàn phát súng đầu tiên coi như là triệt để khai hỏa. Nếu như bắt không được, vậy trực tiếp làm không? Đêm nay, các tiểu tử phải cố gắng lên A. Cũng trong lúc đó, đang vẽ thượng tập đoàn nội bộ. Chí Tôn câu lạc bộ người phụ trách Lâm Hồng vội vã chạy vào tiếu canh phòng làm việc của. Khom người thi lễ, cười ha hả hỏi, thiếu lão, ngài tìm ta. Ân. Tiếu canh ngồi vận khí, trên mặt thoạt nhìn vô cùng không cao hứng. Không trách hắn không cao hứng. Trước muốn làm hỏng Giang Sách, kết quả chẳng những không có làm hỏng, còn dùng tiền bang Giang Sách đánh một lớp quảng cáo, làm hại mình bị lão thiên tôn khiển trách một trận, khẩu khí này thực sự diễn không dưới. Chậm chậm, Tiếu canh hỏi, ta nghe nói, tối hôm nay muốn cùng người báo thù câu lạc bộ muốn tiến hành trận chung kết rồi. Lâm Hồng gật đầu, đúng vậy, không sai. Ân, có nắm chắc bắt sao? Đương nhiên, Lâm Hồng vỗ bộ ngực nói rằng, ngoại trừ lúc ban đầu Na 2 năm, về sau quán quân ta có cứ để đội ngũ bắt được qua sao? Chí Tôn câu lạc bộ đội viên trình độ, đó là siêu cường. Tiếu canh vẫn là không yên lòng, người báo thủ đám người kia trình độ cũng không kém, một đường cường thế sát tiến chung kết quyết tái, không ít ưu tú đội ngũ đều thua ở trong tay bọn họ, không thể khinh địch a, một trận chiến này chúng ta không thua nổi. Hắn rõ ràng biết, điện tử cảnh kỹ đối với hiện tại vẽ thượng tập đoàn tầm quan trọng. Bởi thôi oánh chết, vẽ thượng tập đoàn nằm ở dư luận trong nước xoáy, mỗi ngày đều phải tiếp nhận dùng ngòi bút làm vũ khí, nhu cầu cấp bách một tránh năng lượng đến đề cao tập đoàn uy vọng. Điện tử cảnh kỹ, tới vừa đúng. Trước không nói quán quân mang tới lợi ích to lớn, chỉ là tích góp từng tí một tốt danh tiếng, là có thể trợ giúp vẽ thượng tập đoàn đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Một ngày thua, chẳng những mất đi quyền lợi, còn có thể làm cho vẽ thượng tập đoàn càng lún càng sâu. Đạo thứ nhất cửa thành, sẽ bị Giang Sách cho phá được. Không thua nổi. Tiếu canh nhìn Lâm Hồng, cầm lấy quải trượng chọc chọc trong lòng hắn, hết sức chăm chú nói, Lâm Hồng, nếu như một trận chiến này thua, ta cam đoan với ngươi, lòng của ngươi sẽ bị đào làm mồi cho cá. Lâm Hồng sợ đến nuốt một ngụm nước bọt. Tiếu canh nói ra, đó là khẳng định làm được. Nhiều năm như vậy, không biết bao nhiêu người bị Tiếu canh cho ngầm giết, lão gia hỏa này thủ đoạn có thể đen rồi. Lâm Hồng mồ hôi trên mặt hạt châu không ngừng đi xuống, còn phải tuét miệng, cường bài trừ nụ cười hồi đáp, thiếu lão ngài yên tâm, ta có chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Ngoại trừ trình độ nhất lưu tuyển thủ ở ngoài, tối nay tài phán, chủ trì, công chứng, tất cả đều là người của ta. Ngay cả hiện trường người ái mộ, cũng lẫn vào đại lượng thủy quân. Không chỉ có như vậy, ta còn đối lập tái thiết bị tiến hành rồi xử lý. Cam đoan người báo thù sẽ không thắng lợi. Nghe hắn nói như vậy, Tiếu canh chỉ có cảm giác tương đối hài lòng. Nhìn qua là một hồi công bình công chính công khai thi đấu, trên thực tế, tất cả mọi người là vẽ thượng tập đoàn bên này. Ngay cả thi đấu thiết bị đều bị động tay chân. Hoàn toàn không có bại có khả năng. Làm tốt lắm. Tiếu canh khoát tay áo, người đừng ở ta nơi này đợi rồi, nhanh đi chuẩn bị buổi tối quyết tái sự tình, đêm nay ta cũng sẽ trình diện cho ngươi trợ uy, yên lành giết một giết Giang Sách uy phong. Là, Lâm Hồng hai tay ôm quyền, sau đó xoay người rời phòng làm việc, chuẩn bị chuyện buổi tối. Tiếu canh tựa ở trên ghế salon, lẩm bẩm, Giang Sách ha Giang Sách, ngươi vọng tưởng từ các phân đoạn đả kích vẽ thượng tập đoàn, đêm nay ta sẽ nhường ngươi biết. Cái gì gọi là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Sắc trời bắt đầu tối, Nguyệt Nha mới lên. MOBA trò chơi điện tử cảnh kỹ chung kết quyết tái, khai chiến. Tối nay, là mỗi một cái điện tử cảnh kỹ người ái mộ cuồng hoan đêm, chung kết quyết tái gần triển khai. Dự thi song phương, một bên là thực lực mạnh mẽ, bao năm qua quán quân Chí Tôn câu lạc bộ, bên kia còn lại là một con ngựa ô người báo thù câu lạc bộ. Song phương trước đó chưa bao giờ bất luận cái gì giao thủ ghi lại. Ở rất nhiều người xem ra, người báo thù câu lạc bộ là chắc chắn thất bại, bọn họ có thể đi tới hôm nay đã là phi thường khó có được, hắc mã hại nữa. Cũng hắc không xong vô địch Chí Tôn giả. Bất quá, cũng có rất ít người cho rằng, người báo thù câu lạc bộ mỗi một danh đội viên thực lực đều vượt qua thường nhân, là có khả năng đem hoàng đế kéo xuống ngựa.
Đến tột cùng Lộc Tử Thủy thủ, thì nhìn tối nay chiến đấu. Lúc trước, những người ái mộ đã sớm ngồi ở chỗ ngồi, điên cuồng hò hét, đương nhiên, nơi đây 70% đều là chí tôn giả câu lạc bộ người ái mộ, số lượng nghiền ép người báo thù người ái mộ. Giang Sách, Đôi Ngư mấy người cũng ngồi xuống, tĩnh quan tối nay chiến đấu. Rất nhanh, thi đấu xong phương đội viên đều đi tới trên võ đài. Đang chủ trì nhân giới thiệu sau đó, phân biệt ngồi ở riêng mình chiến đấu khu vực. Theo người chủ trì một tiếng, khai chiến, thi đấu chính thức bắt đầu. Như bình thường giống nhau, đầu tiên là tiến vào tuyển trạch vai tuồng giai đoạn, song phương có qua có lại, mỗi người bắt hài lòng nhất đội hình, sau đó bắt đầu rồi vòng thứ nhất đọ sức. Chí tôn giả, quán quân vô địch. Dưới đài người ái mộ tự cấp thần tượng của mình đánh cô. Điên cuồng kêu to, có tiểu nữ sinh thậm chí đều nhanh muốn hô mất xỉu. Cuộc so tài thứ nhất, ở nơi này dạng nhiệt liệt trong không khí chính thức triển khai. Làm khóa trước quán quân đoạt huy chương, lại tập hợp toàn bộ Yến Thành toàn bộ cao thủ, chí tôn câu lạc bộ đấu pháp vô cùng cấp tiến, căn bản là đè nặng đối phương đang công kích, rất là hung hãn. Vậy đội ngũ ở hung hãn như vậy tiến công phía dưới, rất nhanh thì sụp xuống rồi, thế nhưng người báo thủ nhưng không có. Bọn họ biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Mặc kệ đối phương công kích có bao nhiêu mãnh liệt, bọn họ như trước có thể tứ bình bát ổn phát dục. Thẳng đến bọn họ đội ngũ cường thế kỷ đến một khắc kia. Thời cơ chín muồi, làm. Theo người báo thủ đội trưởng Tiêu Đông Dương một tiếng mệnh lệnh, bọn họ phát khởi mãnh liệt nhất tiến công. Phần này tiến công tới phi thường đột nhiên. Lúc đầu chí tôn giả vẫn cho là đối diện khẳng định không dám hoàn thủ, chỉ biết vẫn bị động chịu đòn, ai có thể nghĩ đến người báo thủ cư nhiên sẽ chọn chủ động xuất kích. Chí tôn giả đương nhiên tuyển trạch ứng chiến. Kết quả có thể tưởng tượng được. Lúc này chính là người báo thủ đội ngũ cường thế nhất thời gian điểm, ở nơi này thời gian điểm tuyển trạch giao chiến. Chí tôn giả vì bọn họ tuyển trạch bỏ ra giá thê thảm. Chớp mắt chi giản, hai gã tuyển thủ nhân vật đã bị giải quyết hết. Mắt thấy chí tôn giả sẽ toàn quân bị diệt, đột nhiên xảy ra bất trắc, người báo thủ đội ngũ 5 tên đội viên giống như là tập thể mất nét một cái dạng, đột nhiên toàn bộ đều lo lắng bất động, bị động chịu đòn. Biến hóa bất thình lình đánh người báo thù trở tay không kịp. Ngắn ngủi vài giây, tình thế thì có biến hóa lớn. Mắt thấy muốn đem chí tôn giả cho đoàn diệt, kết quả là chính mình lại bị đoàn diệt, không còn một mống toàn bộ chết hết. Cái này, hiện trường tất cả khán giả đều ngẩn ra. Tình huống gì? Đánh giả tái sao? Cái này xả nước cũng không tránh khỏi thả quá nghiêm trọng, 5 người đứng bất động làm cho nhân ra đánh, quá phận a. Lúc này, Tiêu Đông Dương đứng lên nói rằng, thỉnh cầu tạm dừng. Chúng ta thiết bị xuất hiện trục trặc. Người chủ trì lạnh như băng hồi đáp, muốn tạm ngừng nói, trực tiếp trong cuộc tạm dừng là được rồi, không cần nói với ta. Tiêu Đông Dương sắc mặt tái xanh, chúng ta 5 người đều thử qua trong cuộc tạm dừng, không có hiệu quả. Vừa mới chúng ta tập thể mất nét, mới có thể bị giết ngược. Người chủ trì nở nụ cười, đánh không lại đánh liền bất quá, ở đâu ra mượn cớ. Đây coi là cái gì? Tiêu Đông Dương cũng không biết nên nói cái gì mới tốt nữa, lần đầu tiên chứng kiến như vậy đê hèn người chủ trì. Cái này không công bằng, Tiêu Đông Dương hô lớn. Người chủ trì cười lạnh một tiếng, muốn công bình đúng vậy, có thể, ta liền cho ngươi công bằng. Thi đấu tạm dừng, công chứng viên, đi kiểm tra một chút thiết bị có vấn đề hay không? Là... Hai gã công chứng viên cùng hai gã kỹ năng thuật nhân viên cùng đi đến rồi người báo thủ chiến đấu khu vực. Đối với bọn họ ngũ đài thiết bị từng cái tiến hành rồi kiểm tra, cuối cùng cho ra kết luận là không vấn đề chút nào. Tiêu Đông Dương đều mộng ép, đều tập thể mất nét rồi còn không có vấn đề. Các ngươi ăn gian, Tiêu Đông Dương gấp hô to. Người chủ trì lạnh mặt nói, xin chú ý cách dùng chữ của ngươi, nếu như ngươi còn dám nói bậy. Ta hiện tại thì có quyền đem ngươi cho đuổi ra ngoài, nghe thấy được sao? Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, trải qua công chứng viên cùng kỹ năng thuật nhân viên kiểm tra, thiết bị là không có có vấn đề, mời vị này tuyển thủ không muốn vì mình sai lầm kiếm cớ, tiếp tục thi đấu a. Vừa dứt lời, thi đấu cứ tiếp tục bắt đầu rồi. Chí tôn câu lạc bộ vài tên đội viên toàn bộ đều là nhất lưu tuyển thủ, có trước mặt ưu thế cự lớn, cộng thêm thiết bị trợ giúp. Rất nhanh thì thành lập được không thể nghịch chuyển ưu thế.
thắng bại đã định. Ván đầu tiên, ở to lớn tranh luận trong tiếng kết thúc. Tiêu Đông Dương tức giận thẳng dậm chân, cứ như vậy phá thiết bị. Đánh hai cái thẻ một cái, làm sao còn thi đấu. Liền cùng xem PPT giống nhau, khó chịu muốn chết. Đáng hận nhất là tài phán, công chứng, kỹ năng thuật nhân viên, cư nhiên như thử bao che chở. Cái này cũng chưa hết, còn có quá đáng hơn. Chỉ thấy trong người xem mặt có người cầm đầu hô, đánh không lại đánh liền bất quá, tìm cái gì mượn cớ a? Chí tôn câu lạc bộ đánh bại các ngươi loại rác rưởi này, còn cần tái máy tay chân. Ha ha, gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Rất nhiều khán giả cũng theo đồng dạng quát to lên. Trong khoảng thời gian ngắn, người báo thù câu lạc bộ lâm vào trong tuyệt cảnh. Tựa hồ, toàn trường đều là vẽ con người của tập đoàn, mỗi người đều hận không thể hướng trên người bọn họ thải một cước. Loại cảm giác này không song thấu. Thính phòng vị trên, Tiếu Canh rất hài lòng sờ sờ râu mép, ngày hôm nay cuộc tranh tài này kết cục đã có thể đoán trước rồi. Mặc kệ đối phương như thế nào đi nữa nỗ lực, cũng không khả năng phiên bản. Thiết bị, nhân viên, khán giả, toàn bộ đều bị động tay chân. Kỳ tích là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Chiến đấu khu vực, Tiêu Đông Dương còn chuẩn bị tiếp tục lái mắng, một bên Chân Minh lại nói, cùng Chí Tôn câu lạc bộ thi đấu, sẽ có trường hợp như vậy phát sinh, chúng ta không phải đều chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi không? Còn cạnh tranh cái gì? Nỗ lực làm tốt chính mình. Đừng xem Chân Minh bàn nhỏ tuổi, tâm lý năng lực chịu đựng có thể sánh bằng Tiêu Đông Dương cường đại rất nhiều. Tiêu Đông Dương thở ra một hơi dài, nói rằng, a hát, cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản lão tử. Không phải là có điểm thẻ sao? Lão tử như cũ giết chết các ngươi. Ván thứ hai, tiếp tục. Ván này căn bản là ván trước phiên bản. Người báo thủ bên này thiết bị quá kém, động một chút là kẹt, bất quá đuổi kịp một ván hơi có bất đồng chính là, Tiêu Đông Dương tựa hồ đã từ quen đi loại này, thẻ. Đã có thể trước giờ tiến hành phán đoán, thậm chí có thể lợi dụng, thẻ tới dụ dỗ đối thủ. Đến rồi ván thứ ba thời điểm, Tiêu Đông Dương liền bày ra siêu thần trình độ. Ở thiết bị cực kém, động một chút là thẻ thành PPT dưới tình huống, dám giết liền ba người, cướp được có lợi tài nguyên, xuất lĩnh đội ngũ hoàn thành một lớp đoàn diệt. Người này trình độ, cao dọa người. Trên khán đài, Tiếu Canh nhìn có chút không nổi nữa, làm sao còn có như thế nghịch thiên tuyển thủ. Kết quả là, hắn âm thầm hướng phía Lâm Hồng nháy mắt. Lâm Hồng đương nhiên minh bạch muốn làm cái gì. Vì thắng lợi, không từ thủ đoạn. Sau đó, Lâm Hồng tiến hành rồi càng thêm chán ghét thao tác Tiêu Đông Dương màn hình thỉnh thoảng sẽ hắc bình. Thẻ còn chưa tính, hắc bình là có ý gì? Ngay cả người ở nơi nào đều nhìn không thấy, cái này còn chơi thế nào? Hơn nữa, đối diện hiển nhiên là có đối tượng, liền dựa theo Tiêu Đông Dương bị đánh một trận, trong khoảng thời gian ngắn Tiêu Đông Dương đã bị giết chết ba lần. Lại nghĩ tới đã là hy vọng xa vời. Cuối cùng, ván thứ ba ở mắt thấy sẽ chiến thắng dưới tình huống. Thất bại. Liên bại ba cục. Ở bảy cục bốn thắng dưới tình huống, người báo thù câu lạc bộ bị đẩy tới Huyền Nhai biên thượng, bọn họ trên căn bản là không có bất kỳ thắng lợi hy vọng. Muốn thắng liên tiếp bốn cục. Hay là đang như vậy thiết bị, như vậy trọng tài dưới tình huống thắng liên tiếp bốn cục, đó là căn bản không khả năng làm được chuyện tình. Tiêu Đông Dương sắp tuyệt vọng. Vừa lúc đó, sốt cục, hiện trường khán giả không nhìn nổi. Không có người nào là ngu ngốc, thiết bị có vấn đề hay không đại gia kỳ thực thấy rõ ràng, ở liên tục bị giết ba cục sau đó, tình cảm quần chúng kích động, này chân chính khán giả ngồi không yên, nhao nhao đứng lên. Không công bình. Ăn gian. Cuộc tranh tài này không thể coi là. Nhưng mà, người xem thanh âm luôn là nhược tiểu chính là. Người chủ trì lạnh rên một tiếng, giơ microphone nói rằng, tài phán, kỹ năng thuật nhân viên, công chứng cũng không có nói, các ngươi có tư cách gì ở chỗ này gọi. Hơn nữa ta nói cho các ngươi biết, mặc kệ các ngươi gọi bao lớn tiếng, cuộc tranh tài này đều sẽ tiếp tục tiến hành tiếp. Người báo thù kết cục chỉ có hai cái, một, bị đánh gục, hai, chủ động chịu thua lui tái. Nghe hiểu sao? Hiện trường khán giả đều mộng ép. Lần đầu tiên chứng kiến tranh tài như vậy. Cái này, thực sự còn có thể xem như là thi đấu sao? Vì thắng, có thể nói là ngay cả khuôn mặt cũng không cần. Ban ngày ban mặt bao che,
chính là muốn làm cho Chí Tôn giả thắng, tranh tài như vậy còn có tiến hành tiếp cần phải. Không công bình, không nhìn, tranh tài như vậy còn có cái gì ý tứ? Chí Tôn giả, quả thực rác rưởi cực độ. Khán giả nhao nhao đứng dậy thoá mạ, rất nhiều người đều ủng hộ người báo thù thôi tái, dùng hành động để chống lại. Nhưng người chủ trì lại chẳng hề để ý. Hắn vui vẻ đối với hiện trường hơn vạn danh khán giả nói rằng, nếu như hôm nay người báo thù lui so tài, như vậy chiến thắng chính là Chí Tôn giả, mặc kệ các ngươi làm sao phát tiết, làm sao kháng nghị đều là vô dụng, cuộc tranh tài này kết cục, từ vừa mới bắt đầu cũng đã quyết định, không có đổi. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Vô sỉ mẹ nó cho vô sỉ mở rộng cửa vô sỉ đến nhà. Tràng diện phi thường hỗn loạn, cái này kỳ thực cũng không phải là vẽ còn tập đoàn muốn nhìn nhất đến, nhưng Lâm Hồng đã không quản được nhiều như vậy, nếu như cuộc tranh tài này bắt không được tới, mạng của hắn sẽ không có. Vì sống sót, cái gì công bình công chính công khai? Tất cả đều là chó má, căn bản không trọng yếu. Nhìn tình cảm quần chúng dáng vẻ kích động, đôi ngư cũng có chút sốt ruột. Đối với Giang Sách nói rằng, thống suất, chúng ta không nhúng tay vào sao. Tiếp tục như vậy nhất định phải thua. Giang Sách ánh mắt đặt ở người báo thủ đội viên trên người. Hắn không có nói. Hắn đang chờ đợi, đợi Tiêu Đông Dương, Trần Minh phản ứng của bọn họ. Nếu như những người tuổi trẻ này cũng theo đó buông tha nói, như vậy Giang Sách sẽ không có nhúng tay cần thiết. Ngược lại hiện trường dư luận đều như vậy, Giang Sách có rất lớn thao tác không gian, thắng thua đối với Giang Sách mà nói kỳ thực cũng không phải là trọng yếu như vậy. Thì nhìn Tiêu Đông Dương bọn họ còn muốn hay không thắng. Ở yên lặng ngắn ngủi sau đó, Tiêu Đông Dương đứng dậy, hắn từ người chủ trì trong tay cướp lấy ống nói, hướng về phía toàn trường khán giả hô, đại gia xin yên lặng, hãy nghe ta nói hai câu. Sở hữu nhân đô trầm mặc. Ánh mắt tập trung ở Tiêu Đông Dương trên người. Hắn nhìn chung quanh một vòng, nói rằng, ngày hôm nay trận này trận chung kết là chúng ta đợi hồi lâu chỉ có lấy được. Vô luận kết cục thế nào, vô luận gặp phải dạng gì trắc trở, chúng ta người báo thù đều phải kiên trì đi hết. Coi như là chôn thây ở đây, cũng không hối hận không oán. Mấy câu nói như vậy, quá nặng nề, không giống như là một cái 20 tuổi thanh niên nhân có thể nói ra. Sở hữu nhân đô bị lời của hắn cho đả động rồi. Nỗ lực lên, làm chết Chí Tôn giả. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, nỗ lực lên a, không nên để cho hắc ám thôn phệ quang minh. Khán giả nhao nhao hô to, vì người báo thù cao giọng la lên. Tiêu Đông Dương đem lời đồng ném cho người chủ trì, sau đó về tới chỗ ngồi của mình, bắt đầu tour thứ tư thi đấu, mặc kệ kết cục như thế nào, đều phải muốn đi hết. Bắt đầu đi. Tour thứ tư thi đấu. Tiêu Đông Dương đám người toàn bộ tập trung tinh thần, bắt đầu tour thứ tư chính thức thi đấu. Người chủ trì trong lòng cười nhạt. Lời nói dễ nghe đi nữa thì có ích lợi gì, nên thua vẫn phải là thua. Ngay bây giờ tình huống, căn bản không có bất luận cái gì chiến thắng khả năng. Ở Tiêu Đông Dương bọn họ chọn vai tuồng trong quá trình, Giang Sách sốt cục có động tác. Hắn cho 12 hoàng kim một trong cự giải gọi điện thoại. Nội dung liền hai chữ, hành động. Cự giải, sở hữu đứng đầu nhất kỹ thuật, coi như là hacker ở trước mặt hắn cũng không đáng giá mỉm cười một cái. Kỳ kỹ thuật cường đại đến làm người ta cảm thấy trình độ kinh khủng. Lâm Hồng bọn họ mưu toan thao túng thiết bị đi đối phó người báo thù, ở cự giải trước mặt, một chiêu này căn bản không dễ sử dụng. 7 cục 4 thắng, 3 vị trí đầu cục toàn bộ đều là Chí Tôn giả thắng lợi, hiện tại. Mấu chốt tính ván thứ tư chính thức bắt đầu rồi, ván này Chí Tôn giả lần nữa chiến thắng, là có thể lấy được hạng nhất. Tất cả thoạt nhìn cũng không có vấn đề, lấy được hạng nhất trên căn bản là ván đã đóng thuyền. Ván thứ tư sau khi bắt đầu, Tiêu Đông Dương bọn họ thiết bị vẫn là trước sau như một không dễ xài, động một chút là thẻ, Tiêu Đông Dương màn hình càng là thỉnh thoảng sẽ hách mất. Dưới tình huống như thế đánh như thế nào? Ngắn ngủi mấy phút thời gian. Đối phương cũng đã kinh tế nghiền ép, đồng thời ở đệ 6 min nghênh đón song phương lần đầu tiên đoàn chiến đấu. 5v5. Song phương kinh tế chênh lệch vĩ đại, lại Tiêu Đông Dương bọn họ đội ngũ thiết bị có chuyện. Đánh như thế nào? Đoàn chiến đấu sau khi bắt đầu, Tiêu Đông Dương bọn họ lại một lần nữa kẹt, 5 người tập thể mất nét, mỗi một người đều ngây tại chỗ tùy ý đối phương ấu đả.
Khán giả nhìn ở trong mắt, khí ở trong lòng, nhưng là vừa không làm sao được. Đang ở sở hữu nhân đô cho rằng Tiêu Đông Dương bọn họ biết triệt để thua trận thời điểm tranh tài, phát sinh ngoài ý muốn. Mọi người kinh ngạc phát hiện một việc, không biết vì sao. Tiêu Đông Dương bọn họ 5 người như kỳ tích khôi phục bình thường, mà đối diện 5 người thì toàn bộ nghiêm bất động. Tràng diện xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Đối diện làm sao vậy? Bọn họ thiết bị cũng xảy ra vấn đề. Trần Minh hỏi. Ha ha, đoán chừng là làm loạn thiết bị, đem mình cho hãm hại tiến vào, nắm lấy cơ hội. Tiêu Đông Dương hô lớn. Trong đấu trường, tình thế lập tức phát sinh biến hóa. Nguyên bản bị động bị đánh Tiêu Đông Dương bọn họ, nắm lấy cơ hội thống biển đối phương, trong khoảng thời gian ngắn liền đem đối phương cho đánh gục. Ván thứ tư, ở 7 min thời điểm kết thúc. Ván này nhìn sở hữu nhân đô mộng ép, người báo thù lập tức thỉnh cầu tạm dừng, cũng yêu cầu kiểm tra thiết bị, cuối cùng thẳng thắn đem thiết bị toàn bộ đều thay đổi một bộ. Nhưng đệ ngũ cục lại xảy ra chuyện giống vậy, người báo thù thiết bị mới thiết bị lại xảy ra vấn đề. Khán giả nhìn cười ha ha. Cái này gọi là cái gì? Cái này kêu là ác giả ác báo. Người báo thù liền xuống 3 cục, đánh đối diện vô lực phản kháng. Đến rồi đệ thất cục cuối cùng cục thời điểm, người báo thù khí thế đi lên, mà chí tôn giả trực tiếp bại liệt, 7 min vừa đến liền tuyển trạch đầu hàng. Đây chính là chung kết quyết tái A. Có thể tưởng tượng ở chung kết quyết tái trên trường đấu, cư nhiên sẽ chọn đầu hàng sao. Đơn giản là chưa từng kỳ văn. Cuối cùng, người báo thù thuận lợi bắt 4 cục thắng lợi. Hoàn thành lớn nghịch chuyển. Người chủ trì mộng ép. Chí tôn giả đội viên trợn tròn mắt. Nhất không thể tiếp nhận là Lâm Hồng, hắn đem hết thảy đều sắp xếp xong xuôi, chả thế nào thất bại. Thua đại giới là... Lâm Hồng nhìn thoáng qua thính phòng vị lên tiếu canh, ở nhãn thần giao hội một sát, Lâm Hồng cũng biết mạng nhỏ mình khó giữ được. Nhất thời, hắn cái gì cũng không xía vào, trực tiếp đẩy ra đoàn người, từ đường hầm khẩn cấp chạy ra ngoài. Muốn sống mệnh, hắn bỏ qua tôn nghiêm, tài sản, cái gì cũng không muốn. Đem hết toàn lực chạy, muốn chạy đi sân bay, ly khai Yến Thành đất thị phi này. Nhưng mà, Tiếu Canh sẽ làm hắn cứ như vậy chạy. Thua trận tranh tài đại giới, chính là chết. Tiếu Canh cầm lên điện thoại di động, cho một chuỗi chữ số dãy số gửi một cái tin nhắn ngắn, chém giết. Ngắn ngủi 2 chữ, phân lượng rất nặng. Còn như điện tử cạnh kỹ trung tâm hiện trường, còn lại là một mảnh vô cùng, khán giả đứng lên theo âm nhạc điên cuồng chúc mừng lấy. Bọn họ cảm giác trời đã sáng. Tối nay, hắc ám bị đuổi tản ra. Cái này bị vẽ còn tập đoàn chiếm đoạt nhiều năm lĩnh vực, rốt cục có người lao ra sương mù dày đặc, bỏ ra dương quang. Đưa tin theo vào thật nhanh, điện tử cạnh kỹ mới quán quân người báo thù tên liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Giang Sách cũng không phải nhàn rỗi, từ lúc ngay từ đầu liền chuẩn bị được rồi văn án. Kết quả tranh tài vừa ra tới. Hắn liền an bài kỳ hạ truyền thông toàn bộ đều tung ra đi ra ngoài, đem người báo thù cùng nhau đi tới thống khổ đều giảng thuật một lần, đồng thời hữu ý vô ý nhắc tới chí tôn giả các loại làm ác. Cái này khiến, triệt để đốt quảng đại quần thể đối với chí tôn giả hận ý, bút xiết cửa phạt. Chí tôn giả, đã trở thành một cái nghĩa xấu. Kể từ đó, vẽ thượng tập đoàn hiện huống thì càng thêm không xong. Lúc đầu tình trạng sẽ không quá tốt bọn họ. Hiện tại tức thì bị đẩy lên dư luận đỉnh phong. Thổi oánh chết còn chưa qua, điện tử cạnh kỹ lại xảy ra vấn đề. Tổn thất tiền tài đều vẫn là việc nhỏ, quan trọng là danh tiếng triệt để băng, vỡ rối tinh rối mù. Nguyên bản quay vòng mà phong vương, ai cũng không làm gì được vẽ thượng tập đoàn, bây giờ ở Giang Sách đến sau đó, bọn họ kiên cố tường thành rốt cục giãn ra, tòa thành thứ nhất chỉ cũng bị Giang Sách thuận lợi bắt. Điện tử cạnh kỹ thất bại, là Giang Sách kế hoạch thành công một bộ phận. Đi. Tiếu Canh đứng lên, đang lúc mọi người cười vang chung ly khai, khập khiễng, thất ý nghèo túng. Hắn hiện tại rất muốn tìm người phát tiết. Đầy ngập lửa giận, cần phát tiết. Vừa vặn, lúc này một cái tin nhắn ngắn gửi đến Tiếu Canh điện thoại di động trên. Nội dung rất đơn giản, Lâm Hồng đã bắt được. Tên khốn kiếp này. Ở Tiếu Canh cần nhất phát tiết thời điểm, Lâm Hồng bị bắt rồi. Kết quả có thể tưởng tượng được. Nửa giờ sau, Tiếu Canh xuất hiện ở vùng ngoại thành một cái nhà bỏ hoang thương khố trước,
Vài tên thủ hạ đem cửa kho hàng mở ra, Tiếu Canh chống gậy đi vào, chỉ thấy bên trong treo một người nam nhân, chính là Lâm Hồng. Lâm Hồng hai tay của, hai chân, cái cổ đều bị sợi dây cho trói chặt, cả người chuyển, lớn, chữ trạng treo ở giữa không trung. Vừa nhìn thấy Tiếu Canh đi tới, Lâm Hồng liền gấp hô to, Tiếu lão ta biết sai rồi. Xin ngài lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ trợ giúp Vẽ Thượng tập đoàn vãn hồi mặt mũi, van cầu ngài. Còn có cơ hội không? Đã không có. Tiếu Canh giơ tay lên trong quải trượng, hướng về phía Lâm Hồng trong lòng vị trí chọc chọc, nói rằng, còn nhớ rõ ban ngày ta đã nói với ngươi cái gì không? Đương nhiên nhớ kỹ. Lâm Hồng nín miệng nói rằng, ta nhớ được, ngài nói qua, thì đấu thua, sẽ đem ta tâm đào cắt bể làm mồi cho cá. Ân, Tiếu Canh gật đầu, trí nhớ của ngươi xem ra cũng không tệ lắm, vậy bây giờ thi đấu thua, có phải hay không nên làm tròn lời hứa? Lâm Hồng vẻ mặt đau khổ nói rằng, lúc này đây thật là ngoài ý muốn, không biết vì sao chúng ta bên này đội viên thiết bị gặp phải vấn đề, rõ ràng. Tiếu Canh giơ tay lên, những thứ này đều đã không trọng yếu, ta chỉ biết thi đấu thua, Vẽ Thượng tập đoàn đạo thứ nhất phòng tuyến bị triệt để phá hủy, danh tiếng một vỡ lại vỡ. Ta hiện tại rất khó chịu, cần tìm người để phát tiết. Lời đã nói đến tình trạng này rồi, Lâm Hồng cũng biết mình kết cục. Hắn sợ đến đều đái ra. Tiếu Canh nói rằng, đi ra lẫn vào, nếu dám làm dám đảm đương. Thất bại sẽ tiếp thu nghiêm phạt. Lâm Hồng, người ở đây tay ta dưới làm việc cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, chả thế nào như thế kinh sợ. Trong giọng nói, hắn giơ tay lên. Một gã thủ hạ đưa lên một bả sắc bén dao găm. Tiếu Canh giơ tay lên cây chủy thủ mũi nhọn nhắm ngay Lâm Hồng trái tim. Không muốn. Tiếu lão, không muốn, van cầu ngươi lại cho ta một cơ hội, ta tuyệt đối sẽ. Lại không có cơ hội. Tiếu Canh dùng sức cây chủy thủ đâm đi vào, thổi phù một tiếng, Lâm Hồng cả người đều co quắp, ngũ quan vặn vẹo đến cùng một chỗ. Những người khác đều nhìn không được. Từng cái đem mặt cho ngắt đi qua, có thậm chí đều chán ghét muốn ói. Tuy là bọn họ đều không phải là người tốt lành gì, nhưng máu tanh như thế chẳng diện cũng có chút không tiếp thụ được. Nhưng thật ra Tiếu Canh lão đầu tử này, một chút xíu ác tâm, sợ hãi ý tứ cũng không có, khi nhìn đến tiên huyết sau đó thậm chí sẽ còn cảm thấy hài lòng, tiếp tục chuyển động dao găm. Rất nhanh, Lâm Hồng liền triệt để chết, vẫn không nhúc nhích. Tiếu Canh tự tay đem Lâm Hồng trái tim được đào lên, lại nói tiếp đơn giản, độ khó kỳ thực rất lớn, thanh âm kia, tình cảnh kia, na bắn ra bốn phía dòng máu, cũng làm cho người khó có thể tiếp thu. Cuối cùng, Tiếu Canh dựa theo, ước định, giao trái tim cho dầm nát cầm đi làm mồi cho cá. Cái này, chính là thất bại đại giới, các ngươi đều nhớ cho kỹ sao. Thuộc hạ những người đó mỗi một người đều liên tục gật đầu, một cái cũng không dám hé răng. Trước mắt lão già chết tiệt này quả thực quá kinh khủng, thậm chí so với lão thiên tôn còn muốn cho người cảm thấy khủng bố. Sau đó, Tiếu Canh đi tới cửa, có người bưng tới một chậu nước làm cho hắn rửa tay. Ở Tiếu Canh rửa tay đồng thời, có thủ hạ qua đây nói rằng, Tiếu lão, Tiễn Kiến Dân cùng Tiễn Hâm hai người đi phòng làm việc của ngươi, có chuyện tìm ngài. Tiễn Kiến Dân, Tiễn Hâm, Tiếu Canh đều có chút nghĩ không ra hai người kia là ai. Thủ hạ nhắc nhở, chính là nghệ thuật học viện người chủ nhiệm kia. Trước bị khai trừ rồi, nghe nói dường như cũng cùng Giang Sách có quan hệ. Lại là Giang Sách. Tiếu Canh lạnh rên một tiếng, tâm tình càng thêm phiền muộn, lửa giận càng thêm thịnh vượng. Giang Sách, Giang Sách, Giang Sách, đáng chết này nam nhân, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đem hắn dầm nát cho chó ăn. Thời khắc này Giang Sách đã cùng đôi ngư về tới thực tiệm thuốc. Ngày này trải qua sự tình thật là quá thú vị. Bọn họ thấy tận mắt chí tôn giả là thế nào đem mình đùa chơi chết. Lúc đầu cả chàng thi đấu thua nói, chí tôn giả tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy tiếng mắng. Hiện tại được rồi, trộm gà không thành lại mất nắm thóc, chí tôn giả đem mình đùa chơi chết rồi. Thuận tiện cũng đem Vẽ Thượng tập đoàn lôi vào hố lửa. Đôi ngư ngã một đại chén nước, một hơi thở uống xong, xoa một chút miệng, cao hứng nói, thống suất. Đêm nay thực sự là một hồi đại thắng A, đây cũng là chúng ta tới đến Yến Thành phía sau trận đầu đại thắng A. Bước tiếp theo, thống suất ngươi tính làm như thế nào? Đôi ngư biết,
chỉ là ở điện tử cạnh kỹ phương diện thắng được vẽ thượng tập đoàn là xa xa không đủ, còn cần làm càng nhiều. Giang Sách ngược lại cũng rồi chén nước, vừa uống vừa nói, bước tiếp theo. Chính là lợi dụng dư luận áp lực, đem dân chúng tâm đoàn kết lại, nhất trí chống lại vẽ thượng tập đoàn. Cụ thể làm thế nào? Ca khúc, hai chữ này làm cho Đôi Ngư có điểm mộng bức, mặc dù không rõ Bạch, thế nhưng hắn dám khẳng định Giang Sách nhất định đã có kế hoạch. Quả nhiên, Giang Sách tiếp tục nói, thổi oánh chết, bên ngoài người ái mộ đang đứng ở cực kỳ bi ai trong, Yến Thành vòng giải trí cũng nằm ở mê mang trạng thái, hiện tại nếu như có thể có một tân nhân đứng ra, lấy sơ suất châu nghé không sợ cọp tư thế khiêu chiến quái vật lớn vẽ thượng tập đoàn, tuyệt đối sẽ ở giữa mọi người lòng kẻ dưới này. Nhất hô bá ứng. Đôi Ngư hỏi, nói vậy người mới này, thống suất ngài cũng đã có đáp án a? Giang Sách rất khẳng định gật đầu, vốn là không có, nhưng chính là trùng hợp như vậy, nàng chủ động xuất hiện ở trước mặt của ta. Người mới này không là người khác, chính là Lô Nhược Di. Hơn nữa Lô Nhược Di sư phụ là Lâm Mẫn Quân, cây hồng mầm đang. Nếu như Lô Nhược Di đứng ra, chẳng những có thể khai hỏa danh tiếng của mình, càng có khả năng vì từ trước bị khi dễ thời gian, báo thù chống lại vẽ thượng tập đoàn cái quái vật này. Một lần hành động đôi được. Tất cả kế hoạch đều là đang không ngừng biến hóa trong cải tiến, Lô Nhược Di xuất hiện, làm cho Giang Sách có càng cường đại hơn đối phó vẽ thượng tập đoàn thủ đoạn. Chỉ là không biết Lô Văn Diệu bên kia, có nguyện ý hay không để cho mình khả ái tôn nữ đi lên bước này. Điểm này, cần Giang Sách ngày mai đi tự mình hỏi. Được rồi, chuẩn bị một chút ngày mai nguyên liệu nấu ăn. Ngày mai đi tuân thủ nghiêm ngặt nhà, không riêng muốn làm cơm, còn muốn học Trần Lão kỹ thuật, cùng Lư Tiên Sinh, mượn, tôn nữ, có bận rộn. Hừng đông vô cùng, hai nam tử đứng ở tiếu canh phòng làm việc của bên trong, một già một trẻ, chính là Tiễn Kiến Dân cùng Tiễn Hâm. Trước Tiễn Kiến Dân bởi vì Lâm Mẫn Quân nguyên nhân bị sa thải, vẫn canh cánh trong lòng. Đang ở âm thầm điều tra rốt cuộc nguyên nhân gì, sau lại chỉ có tra được thì ra đây hết thảy đều là Giang Sách ở phía sau màn dở trò quỷ. Tiễn Kiến Dân nhưng là biết đến, na Giang Sách là vẽ thượng tập đoàn tử địch, cho nên mới tới tìm Tiếu Canh thỉnh cầu trợ giúp. Bất kể nói thế nào, Tiễn Kiến Dân vẫn là Tiếu Canh chó săn, tuy là khả năng Tiếu Canh đều quên sự tồn tại của hắn. Tiếu Lão, tựa như ta nói. Ta sẽ bị sa thải toàn bộ đều là bởi vì Giang Sách tên khốn kiếp kia. Tiếu Lão ngài nhất định phải báo thù cho a. Chúng ta không thể để cho Giang Sách na đồ hỗn hào cưỡi ở trên cổ kéo mễ điền cộng a. Quá thật đáng giận rồi. Tiếu Canh cởi áo khoác xuống, ngồi xuống, ngước mắt nhìn Tiễn Kiến Dân, cố ý hỏi, ngươi dự định làm sao báo cửu a? Những lời này hỏi rất đột ngột. Phải biết rằng, Tiếu Canh trong khoảng thời gian này không ít có động tác. Nhưng mỗi một lần đều thất bại, nếu như có thể đối phó Giang Sách lời nói, còn cần phải Tiễn Kiến Dân tới lời nói nhảm. Vấn đề này, kỳ thực càng nhiều hơn chính là Tiếu Canh thời khắc này tiếng lòng. Hắn cũng muốn giết chết Giang Sách, thế nhưng, làm sao làm? Tiễn Kiến Dân bị đang hỏi, hắn nào biết đâu rằng làm sao đối phó Giang Sách? Tới nơi này, chính là tìm kiếm hỗ trợ a. Đang ở tràng diện có điểm lúng túng thời điểm, phía sau. Tiễn Hâm nhấc tay nói rằng, Tiếu Lão, ta có thể nói chuyện sao? Nói, cảm tạ Tiếu Lão, Tiễn Hâm tằng hắng một cái, nói rằng, ta nghe nói a, na Lô Nhược Di hình như là Giang Sách nữ bằng hữu, ta bị đuổi học, ba ta bị sa thải, đều là bởi vì khi dễ Lô Nhược Di. Kết quả đưa tới Giang Sách bất mãn, ta cảm thấy được, nếu như chúng ta tạm thời cầm Giang Sách không có biện pháp, vì sao không đúng người đứng bên cạnh hắn hạ thủ? Cái này Lô Nhược Di, chính là một cái phi thường thích hợp mục tiêu. Lô Nhược Di, Tiếu Canh nhu liễu nhu đầu, tên này dường như ở nơi nào nghe qua, lại muốn không đứng dậy rồi. Bất quá nói đi nói lại, Tiễn Hâm cái chủ ý này cũng thực không tồi, phi thường phù hợp Tiếu Canh khẩu vị, hắn liền thích làm loại này sinh con ra không có lỗ đít thiếu đạo đức hoạt động. Có thể nắm giữ Lô Nhược Di hướng đi sao? Có thể. Ân. Ngươi trước đi nắm giữ Lô Nhược Di hướng đi, sau đó ta sẽ mượn mấy người cho ngươi, đi đem cô nàng kia cho giết. Cái kia, Tiễn Hâm cười bỉ ổi nói rằng, đang làm rơi cô nàng trước, có thể hay không để cho ta trước thoải mái một cái. A hát, Tiếu Canh nở nụ cười, tiểu tử ngươi rất xấu a. Tạm được a,
Tiếu Canh gật đầu, đi, ta đồng ý, ngươi ở đây thoải mái thời điểm nhớ kỹ quay video, quay đầu phát Giang Sách, thì càng có thể tạo được đả kích hắn hiệu quả. Minh bạch. Cứ như vậy, một hồi nhằm vào Lô Nhược Di âm mưu, lặng lẽ triển khai. Đến khi Tiền thị phụ tử sau khi rời khỏi, Tiếu Canh ngồi ở bên trong phòng, trong tay không ngừng đùa bỡn một chim màu đen bút. Hắn đang suy tư, cái này Lô Nhược Di rốt cuộc người nào? Người bình thường, hắn là căn bản sẽ không ký danh chữ, nếu như thế tên hắn có ấn tượng, đó nhất định là vốn có nhất định thân phận người. Là ai đâu? Lô Nhược Di, Lô Văn Diệu. Nghĩ tới, na Lô Nhược Di không phải là Lô Văn Diệu thân tôn nữ sao? Tiếu Canh ha hả nở nụ cười, lẩm bẩm, ta đã nói làm sao tên này nghe như vậy quen tai, nguyên lai là Lô Văn Diệu tôn nữ. A hát. Na Lô Văn Diệu ít năm như vậy ỷ vào cùng tuân thủ nghiêm ngặt nhà tương huân quan hệ, khắp nơi theo chúng ta vẽ còn tập đoàn đối nghịch. Lão tử đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi. Gần nhất càng là thật đáng giận, cư nhiên cùng Na Giang Sách đi gần như vậy, thế nào, muốn liên thủ Giang Sách đối phó chúng ta vẽ còn tập đoàn sao? Được a, người được sắt, ta để ngươi biết rõ đắc ý là cần trả giá thật lớn. Lô Nhược Di, người thân tôn nữ. Lúc này đây để Tiền Hâm yên lành đùa bỡn một phen, để cho ngươi cái lão già kia biết theo ta đối nghịch hạ tràng. Phải thay đổi làm bình thường, Tiếu Canh sẽ không như vậy, hắn biết bảo trì khắc chế, sẽ cho Tiền Hâm gọi điện thoại, thủ tiêu kế hoạch. Nhưng bây giờ bất đồng. Bị Giang Sách cho triệt để làm tức giận Tiếu Canh đã mất đi lý trí, phàm là đắc tội người của hắn, hắn đều muốn trả thù. Đừng nói là Tiếu Canh rồi, lúc này cho dù là Tương Huân. Chỉ sợ Tiếu Canh cũng sẽ không thu tay lại. Lão đầu tử này giống như là một con sói. Khi hắn gấp gáp đỏ mắt thời điểm, biết triệt để đánh mất lý trí, gặp người liền cắn, căn bản không đéo cần biết ngươi là ai. Đêm khuya, Yến Thành trường nghệ thuật nữ sinh trong túc xá. Lô Nhược Di đang luyện tập xong sau trở lại ký túc xá, nàng mỗi ngày đều là người cuối cùng trở về túc xá, mỗi ngày đều ở thanh nhạc bên trong phòng học luyện tập đến hừng đông một hai điểm. Đây đã là tư không kiến quán sự tình. Đối với có chí vu trở thành một đời ngày sau Lô Nhược Di mà nói, nếu như điểm ấy khổ đều ăn không cần thiết, vậy còn làm sao thành cổ tay nhi? Ở nàng lúc trở lại, vừa vặn ba gã bạn cùng phòng cùng với sát phách túc xá mấy người tỉ muội cùng nhau hẹn xong muốn đi ra ngoài. Nhược Di, đi ra ngoài ca bài hát, cùng nhau a. Bạn cùng phòng Tiểu Mỹ hô. Hiện tại, Lô Nhược Di nhìn đồng hồ. Cũng đã gần một giờ sáng rồi, điều này làm cho nàng có điểm đau đầu, đã trễ thế này đi ra ngoài không hợp thích lắm a. Quá muộn, ta xem hay là thôi đi, ta muốn giấc ngủ. Lô Nhược Di nói rằng, đừng như vậy mất hứng nha. Tiểu Mỹ qua đây kéo lại Lô Nhược Di cánh tay, nói rằng, tất cả mọi người đi ra ngoài chơi, chỉ một mình ngươi đứng ở ký túc xá, xác định sẽ không cảm thấy cô độc sao. Lô Nhược Di suy nghĩ một chút. Giống như cũng là như thế cái tình huống. Huống hồ cây TV đang ở trường học đối diện, cách một con đường mà thôi, không hề xa chút nào, cũng không cần lo lắng an toàn gì vấn đề, thực sự nếu là mệt, mệt nhọc, lập tức cũng có thể trở về trường học nghỉ ngơi. Được rồi, vậy cùng đi hát. Yes, Tiểu Mỹ lôi kéo Lô Nhược Di liền hướng bên ngoài đi, một đám cô nương thật cao hứng ra lầu túc xá, hướng phía trường học đối diện cây TV chạy đi. Đối với hát chuyện này, Lô Nhược Di trên căn bản là sẽ không kháng cự. Kỳ thực nàng là một cái so sánh cô tịch nữ sinh. Vậy quần thể hoạt động giải trí cũng sẽ không tham gia, tỉ như xem chiếu bóng, đi dạo phố, trượt băng các loại, Lô Nhược Di cơ bản không đi. Duy chỉ có ca bài hát, Lô Nhược Di căn bản là mỗi lần đều đi. Nàng thực sự rất ưa thích ca hát. Mỗi lần đi KTV, nàng trên cơ bản đều sẽ trở thành mạch phách. Đại gia cũng đều thích nghe nàng hát, bởi vì thật sự là hát quá êm tai rồi, cho nên hầu hết thời gian tất cả mọi người sẽ chủ động mời Lô Nhược Di, liền vì nghe nàng hát. Bất quá Lô Nhược Di có một điều kiện, không phải cùng nam sinh cùng nhau ca bài hát. Nàng thực sự đối với nam sinh không có cảm tình gì, đặc biệt KTV loại địa phương này, nếu có nam sinh xuất hiện, na Lô Nhược Di sẽ cảm thấy càng thêm khó chịu. Cho nên, đại gia kêu Lô Nhược Di thời điểm. Cũng sẽ không kêu nam sinh. Tối nay là vài cái túc xá nữ sinh cùng đi ra ngoài này, mười mấy muội tử,
một cái nam sinh cũng không có, cho nên Lô Nhược Di mới có thể yên tâm to gan đi theo. Rất nhanh, đoàn người liền đi tới KTV, mở một phòng ăn lớn. Một nhóm lớn muội tử bật lấy nhảy đi ghế lô, nhìn dọc theo đường đi những nam sinh kia con mắt đều mạo phao, nước bọt đều phải chảy xuống. Quả thực, ở lớn buổi tối nhìn hơn 10 thanh xuân tịnh lệ muội tử cùng xuất hiện, là một nam nhân đều sẽ chịu không nổi a. Đại gia đi tới ghế lô ngồi xuống, sau đó bắt đầu điểm bài hát. Lô Nhược Di không nóng nảy, nàng sau khi ngồi xuống mở ra chiếc điện thoại di động nhảy ra mình bài hát đơn. Tới chọn đêm nay muốn hát cái nào vài bài bài hát. Đại gia cũng mau nhanh thừa dịp thời gian này tới hát. Tất cả mọi người biết, một ngày Lô Nhược Di nhất định phải hát cái gì bài hát sau đó, sẽ đem lời đồng vững vàng khống chế ở trên tay, người khác đó là muốn cướp cũng đoạt không đi. Trong lúc nhất thời, mỗi người nữ sinh đều chạy lên hát. Đại khái 15 min sau đó, Lô Nhược Di để điện thoại di động xuống, đứng dậy đi về phía điểm bài hát đài. Mọi người ngay lập tức sẽ nhường ra vị trí. Lô Nhược Di vô cùng lãnh đạm lựa chọn xong chính mình muốn hát bài hát, sau đó yên lặng cùng đợi, vẫn đến khi tự đốt bài hát kia xuất hiện, liền chính thức bắt đầu hát. Từ đó, microphone đã bị nàng cho trưởng khống lấy rồi. Đại gia cũng không sức sống, đều rất hưởng thụ nghe Lô Nhược Di hát, có chút nữ sinh kỳ thực không thương hát, tới nơi này chính là vì kích thích, chơi thật khá, hưởng thụ đêm khuya ở bên ngoài này bầu không khí. Liên tục vài bài ca sướng hết, bạn cùng phòng Tiểu Mỹ đi tới đưa lên một ly nước khoáng, nói rằng uống nước thấm giọng nói. Cảm tạ. Lô Nhược Di tiếp nhận nước khoáng uống, vài hớp xuống phía dưới, tiếng nói quả thực thư thái rất nhiều. Sau đó nàng tiếp tục hát. Hát hát, bỗng nhiên trong lúc đó, nàng cảm giác trước mắt có chút mê muội, có chút khó chịu, cảm giác kia, giống như là uống rượu say giống nhau. Điều đó không có khả năng a. Nàng rõ ràng cũng chỉ uống rồi vài hớp nước khoáng, làm sao sẽ sinh ra mãnh liệt như vậy cảm giác hôn mê. Điều này làm cho Lô Nhược Di có chút kỳ quái. Nhược Di, làm sao vậy, có phải hay không mệt mỏi mệt nhọc? Tiểu Mỹ phi thường tốt lòng qua đây đỡ Lô Nhược Di. Lô Nhược Di bưng đầu nói rằng, có điểm ngất. Tiểu Mỹ mỉm cười nói, đoán chừng là quá mệt mỏi quá mệt nhọc. Người luyện tập hát đến hừng đông, lại đã chạy tới theo chúng ta này. Thân thể ước đoán ăn không tiêu. Là thế này phải không? Mệt nhọc, mệt mỏi, dường như không phải là phản ứng như thế mới đúng. Lô Nhược Di hoảng liễu hoảng đầu, cảm giác càng thêm hôn mê. Tiểu Mỹ ôn nhu nói rằng, xem ra ngươi quá mệt mỏi. Quên đi, ta đưa ngươi trở về ký túc xá đi ngủ a. Cũng mệt gục xuống, ta đây có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Nói, Tiểu Mỹ liền đem Lô Nhược Di cho đỡ. Chuẩn bị đi ra ngoài. Những nữ sinh khác thấy thế, vội vàng nói, phải đi nhanh như vậy rồi không? Vừa mới hát vài bài bài hát mà thôi ai, chúng ta mạch phách ngày hôm nay biểu hiện cũng quá kém một chút a. Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, các người buông tha Nhược Di a, nàng quá mệt mỏi. Những nữ sinh khác nhìn nhau, cũng không nói thêm cái gì, Lô Nhược Di ly khai cũng tốt. Các nàng có thể buông ra tiếng nói đi ca hát. Không cần lo lắng đoạt mạch vấn đề. Ta đây trước hết tiễn Nhược Di trở về ký túc xá, các người đại gia tiếp tục chơi, ta như thế này sẽ trở lại. Nói, Tiểu Mỹ đỡ Nhược Di đi ra ngoài. Cần chúng ta giúp một tay sao? Có người hỏi. Không cần, cũng không phải rất xa, các người tiếp tục chơi a, ta tiễn Nhược Di sau khi trở về, lập tức liền tới đây. Tiểu Mỹ cự tuyệt hảo ý của người khác, tiếp tục đỡ Nhược Di đi ra ngoài. Thời khắc này Nhược Di đầu óc ngất ngất trầm trầm, trên mặt hồng phác phác. Nàng cảm giác trên người có bắn tiền nóng, rất khó chịu, ý thức đã phi thường mơ hồ, chỉ là ở Tiểu Mỹ dưới sự hướng dẫn đi về phía trước, đã ngay cả mình là ai đều nhanh không biết. Rất nhanh, Tiểu Mỹ liền đỡ Lô Nhược Di đi ra phía ngoài. Gió lạnh siêu siêu. Tiểu Mỹ mang theo Lô Nhược Di đi tới bên lề đường, ở đường cái đối diện chính là trường học, kỳ quái là... Lối đi bộ một chiếc xe cũng không có, thế nhưng Tiểu Mỹ nhưng không có mang Lô Nhược Di băng qua đường, trở về trường học. Mà là đứng ở bên lề đường cùng đợi, tựa hồ đang chờ đấy người nào qua đây. Hơn 10 giây qua đi, nàng chờ đến lúc rồi. Một chiếc màu đen đặc xe con dừng ở bên lề đường, cửa xe mở ra,
Tiểu Mỹ không nói hai lời liền đem Lô Nhược Di cho nhét vào bên trong xe. Thời khắc này Lô Nhược Di đã triệt để đánh mất ý chí, hoàn toàn không biết mình ở nơi nào, bị đưa đi nơi nào, tùy ý đối phương bài bố. Đóng cửa xe, Tiểu Mỹ nói với tài xế, ta đáp ứng Tiền Ca sự tình đã làm được, Tiền Ca đáp ứng ta chuyện. Tài xế kia cười ha ha, nói rằng, nhìn tài khoản của ngươi a. Tiểu Mỹ lập tức mở điện thoại di động lên, kiểm tra thẻ ngân hàng của mình số dư, phát hiện đã nhiều hơn tới 20 vạn. Nàng rất hài lòng gật đầu, nói rằng, ok, cùng Tiền Ca giao dịch chính là chỗ này sao thống khoái. Nói xong, Tiểu Mỹ cuối cùng nhìn thoáng qua Lô Nhược Di, sau đó xoay người ly khai, không mang theo một tia do dự. Kỳ thực, Tiểu Mỹ cho tới nay đều ghen ghét Lô Nhược Di. Luận xuất thân, luận tướng mạo, luận thiên phú, luận may mắn, Tiểu Mỹ là mọi thứ không bằng Lô Nhược Di, hết lần này tới lần khác. Nàng còn cùng Lô Nhược Di ở một cái phòng ngủ. Mỗi ngày chứng kiến Lô Nhược Di hạnh phúc như vậy bộ dạng, Tiểu Mỹ đã cảm thấy khó chịu. Như vậy căm hận tâm tình ở trong lòng của nàng bị đè nén hồi lâu. Rốt cục, nàng bạo phát. Ở vừa mới Tiền Hâm gọi điện thoại để cho nàng giúp một tay thời điểm, nàng không có bất kỳ do dự nào liền đáp ứng xuống tới, cho dù là không muốn na 20 vạn. Tiểu Mỹ đều là đồng ý giúp đỡ. Lô Nhược Di, ngươi không phải mọi thứ đều lợi hại hơn ta sao? Đêm nay, ta ngược lại muốn nhìn trên giường của ngươi võ thuật có phải hay không cũng lợi hại như vậy. Ha 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 ha, vừa đi vừa cười. Đang cười, bỗng nhiên trong lúc đó, trước mắt xuất hiện một cái nam tử. Một cái khôi ngô kiện tráng nam tử. Nam tử kia bất thình lình xuất hiện ở Tiểu Mỹ trước mặt, dọa nàng một cái giật mình. Ngươi, người nào? Tiểu Mỹ theo bản năng hỏi. Nam tử yên lặng móc ra một chai nước khoáng, nói rằng, uống ngon như vậy thủy, chính ngươi không đến một ngụm sao. Tiểu Mỹ hách liễu nhất đại khiêu. Na nước khoáng, không phải là chính mình vừa mới cho Lô Nhược Di nước uống sao? Làm sao? Tiểu Mỹ thấy không ổn, vừa mới chuẩn bị xoay người chạy đi, nam tử kia một bước liền vượt đến Tiểu Mỹ trước mặt, sau đó đem Tiểu Mỹ đánh xỉu, sau đó cho Tiểu Mỹ uy hạ bình kia nước khoáng. Tất cả giải quyết sau đó, nam tử bấm một trận điện thoại, giọng bình tĩnh nói, thống suất, đồng lõa đã bắt được, có thể chấp hành kế hoạch bước kế tiếp. Tài xế cứ đi thẳng một đường xe mang theo hôn mê bất tỉnh Lô Nhược Di hướng quán rượu phương hướng lái đi, vừa lái, một bên quay đầu nhìn. Thực sự là một cái mỹ nữ a. Giống như thế yêu chất mặt hàng, chơi nhất định thoải mái ngất trời, còn bà nó, Tiễn Hâm na hàng thật đúng là tốt số. Nhìn ta có cơ hội hay không cũng chịu chút canh thừa đồ ăn thừa. Không chờ hắn nói cho hết lời. Đột nhiên, đường phía trước lao tới một chiếc xe. Tài xế sợ đến nhanh lên phanh xe. Bởi phanh lại đạp quá mạnh, chính mình hung hăng đụng vào trên tay lái. Dựa vào, tình huống gì? Tài xế quay kiếng xe xuống đem đầu dò xét đi ra ngoài, tức giận hừ hừ quát, có biết lái xe hay không a? Vương bát cao tử. Lúc này, đột nhiên từ phía sau xe đi tới một người đàn ông, một bà liền tóm lấy rồi tài xế cần cổ, dám đem hắn từ trong cửa sổ xe lôi đi ra. Ai ai ai? Ngươi là ai a? Ngươi làm gì? Buông ra ta. Nam tử kia trực tiếp một cái tát ở tại tài xế trên mặt, nhất thời, một hàng nha đã bị quạt bay. Tài xế cả người đã hôn mê. Nam tử thuận tay liền đem tài xế ném ở tại ven đường kênh rạch bên trong, mặc kệ hắn sinh tử, sau đó nam tử mở xe ra cửa sau, đem Lô Nhược Di ôm ra, đặt ở một chiếc xe khác trên. Sau đó, có người đem Tiểu Mỹ ôm đi qua, đặt ở trên xe. Có nữa một người khác lái xe đưa Tiểu Mỹ chạy đi tửu điếm. Toàn bộ quá trình cũng liền một min không tới võ thuật, tiến hành phi thường nhanh chóng. Sau đó Lô Nhược Di đã bị đưa đi. Đại khái 15 min sau đó, Lô Nhược Di bị đưa đến một cái địa phương quen thuộc thực tiệm thuốc. Nam tử đem Lô Nhược Di đưa đến thực tiệm thuốc lầu 3, đặt ở giang sách trên giường. Thông suất, nhiệm vụ hoàn thành. Ân, đi xuống đi. Là. Nam tử ly khai. Giang sách thì lấy ra ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt ngân châm, đi tới bên giường ngồi xuống. Chỉ thấy Na Lô Nhược Di đã sớm sắc mặt đỏ bừng, giống như là trái táo chín giống nhau, đỏ tươi ướt át, cả người toàn thân nóng lên, đồng thời bắt đầu không tự chủ được cởi quần áo. Giang sách một bả bấm tay nàng.
sau đó đem ngân châm ghim vào, trợ giúp nàng bài trừ độc trong người làm. Sau một lát, Lô Nhược Di dần dần khôi phục thần thức, mở mắt, phát hiện mình nằm một tấm xa lạ trên giường, trước mắt ngồi một người đàn ông, hơn nữa y phục của mình có một chút mất trật tự. Cường. Nhất thời, hai chữ kia liền từ Lô Nhược Di trong đầu xông ra. A. Nàng sợ đến la to, thậm chí muốn động thủ đi ấu đả đối phương. Lãnh tĩnh. Nam tử trước mắt xoay người lại, Lô Nhược Di mới kinh ngạc phát hiện. Thì ra đối phương lại là tự có nhất định thích nam nhân Giang Sách. Bất quá, coi như là Giang Sách, cũng không thể. Cái này quá quá phận. Lô Nhược Di hai tay che lồng ngực của mình, ủy khuất nói, ngươi làm sao có thể như vậy? Ngươi đây là đang phạm tội. Giang Sách khẽ cười một tiếng, từ tốn nói, ngươi nghĩ sinh ra, ta đối với ngươi không có hứng thú. Không có hứng thú, vậy ngươi giải thích một chút. Vì sao ta sẽ đêm hôm khuya khoác xuất hiện ở bên trong phòng của ngươi? Bởi vì ngươi bị bạn cùng phòng hạ độc, đưa tới đưa đi quán rượu trong xe, là ta cứu ngươi. Ngạch, a, Lô Nhược Di trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp. Có chút mơ hồ. Giang Sách tiếp tục nói, tiểu Mỹ đưa cho ngươi bình kia nước khoáng, có chuyện, là nàng liên thủ tiễn hâm cho ngươi hạ độc, sẽ đối ngươi mưu đồ gây rối. Cái này... Lô Nhược Di cuối cùng mới tỉnh ngộ lại, nàng đã nói làm sao ở KTV bên trong có điểm choáng váng, thì ra đều là bình kia nước suối duyên cớ. Các loại, vậy ngươi không có đối với ta làm cái gì à? Lô Nhược Di chất vấn. Giang Sách vừa cười vừa nói, ta chỉ là dùng ngân châm giúp ngươi khu độc, không có đối với ngươi làm một chuyện gì, yên tâm đi. Ngược lại thì ngươi, vẫn muốn cởi quần áo, thiếu chút nữa thì ngăn không được. Lời nói này Lô Nhược Di sắc mặt đỏ hơn. Nàng xem chính mình, lại nhìn Giang Sách. Không biết vì sao, đột nhiên cảm giác có một chút thất lạc, nếu như vừa mới thực sự làm gì đó nói, chẳng phải là tốt hơn sao? Lô Nhược Di chua mỏ một cái, có điểm không cao hứng, âm thầm ở trong lòng mắng, loại này cơ hội tốt cũng không trên, thực sự là không có thuốc nào cứu được. Quay đầu lại, nàng phẫn hận nói tiểu Mỹ, tiễn hâm. Bọn họ thật sự là quá ghê tởm, ta sẽ không tha bọn họ. Giang Sách hai mắt sáng ngời, nói rằng, người nghĩ báo thù sao? Đương nhiên, kỳ thực ta dự định chưa mai đi tìm ra ngươi can thiệp, muốn ngươi giúp ta đối phó vẽ còn tập đoàn. Hiện tại, ta ngược lại thật ra có thể trực tiếp với ngươi trước đàm luận một chút. Vẽ còn tập đoàn, cái này cùng vẽ còn tập đoàn lại có quan hệ thế nào? Quan hệ rất lớn. Chính là Tiếu Canh bày mưu đặt kế, Tiễn Hâm mới dám chấp hành kế sách như thế. Một bên khác, tiểu Mỹ bị đưa đến tửu điếm, mang rồi gian phòng. Tiễn Hâm vô cùng hưng phấn chạy vào, trở tay liền đem môn cho khóa lại. Vừa trà bắt tay vào làm vừa nói, cô nàng, lúc này đây ta xem ngươi xa hơn chỗ chạy. Giang Sách không phải lại nhiều lần cứu ngươi nha, lúc này đây. Ngươi lại để cho nàng tới cứu ngươi a, ha 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 ha. Nói, hắn đi tới bên giường, bỗng nhiên cảm giác có điểm bất đại đối kính. Làm sao nữ nhân trước mắt này vóc người cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Hơn nữa, Lô Nhược Di không có khả năng mặc cái này chủng y phục a. Tiễn Hâm tò mò đem trên giường nữ nhân cuốn qua đây, đem nàng trên mặt tóc cho đẩy ra, lúc này mới thấy rõ tướng mạo của đối phương. Thật sao, đây không phải là cùng hợp tác với mình tiểu Mỹ sao? Căn bản cũng không phải là Lô Nhược Di. Dựa vào, tình huống gì? Con báo đổi thái tử sao? Lô Nhược Di không thấy, đưa tới cho ta một cái như vậy thấp kém mặt hàng. Muốn theo thứ tự hàng nhái. Đang nói, bỗng nhiên Tiễn Hâm nghe thấy được một cỗ mùi kỳ quái, sau đó. Cả người thì không được, cảm giác toàn thân chua xót nhưng không lực. Thì ra, ở tiểu Mỹ trên người cũng sớm đã bị bỏ ra đi một tí thôi hóa dược vật. Đến khi tiểu Mỹ đưa vào gian phòng sau đó, dược vật triệt để phát huy hiệu quả. Cái này, tiểu Mỹ, Tiễn Hâm hai người đều trúng chiêu, củi khô lửa bốc, cô nam quả nữ. Triệt để không khống chế được. Đêm nay, cảnh xuân xạ tiết. Sáng sớm hôm sau, làm hai người sau khi tỉnh lại, đều bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Tiểu Mỹ làm sao cũng không nghĩ ra chính mình bị trúng chiêu. Nàng vừa xấu hổ. Oa oa khóc lớn. Tiễn Hâm ngươi một cái vương bát đản,
Ngươi đều đã có Lâu Nhược Di rồi, tại sao còn muốn xuống tay với ta? Ngươi hơi quá đáng, hơi quá đáng. Ô ô ô, Tiễn Hâm bị khóc nhức đầu, phẫn nộ quát, ngươi ti em an tĩnh cho lão tử điểm. Ngươi cho rằng lão tử muốn lên ngươi sao? Cũng không nhìn một chút ngươi bộ kia tỏa dạng, lão tử nhìn sẽ thổ. Tiễn Hâm trong đầu cái kia khí a. Hắn cũng không phải là cơ bất trạch thực người, vừa nghĩ tới cùng loại này mặt hàng chơi một đêm, hắn liền chán ghét muốn ói. Đốt một điếu thuốc, Tiễn Hâm đứng ở bên cửa sổ rút ra, trong lòng khó chịu. Lô Nhược Di không có chơi đến còn chưa tính, còn vô duyên vô cớ trêu chọc trở về một cái tiểu Mỹ, thật là có quá xui xẻo, hắn thậm chí cũng hoài nghi mình là không phải là bị tiểu Mỹ đùa bỡn. Sẽ không phải là tiểu Mỹ cố ý để cho chạy Lô Nhược Di, sau đó cho mình kê đơn A. Tiễn Hâm trừng mắt một cái tiểu Mỹ, quát tiện nhân, ngươi là cố ý A. Tiểu Mỹ không dám tin nhìn Tiễn Hâm, giận dữ hét ta cố ý. Tiễn Hâm ngươi một cái vương bát đản, ngươi chết không yên lành. Nàng đi tới phải đánh Tiễn Hâm, lại bị Tiễn Hâm cho một bàn tay cho phiến đến một bên. Lúc này, cửa phòng mở, Tiễn Kiến Dân đám người đi đến, bọn họ là dùng tửu điếm đồ dự bị chìa khóa mở ra môn. Vừa đi vào tới, Tiễn Kiến Dân liền cười ha hả nói, làm sao sáng sớm cơn tức lớn như vậy a? Là ngày hôm qua buổi tối còn không có cây đuốc toàn bộ đều thiết sạch sẽ không? Tiễn Hâm mất hứng thuốc lá đầu vứt trên mặt đất, dùng xuống ba chỉ xuống nằm lì ở trên giường tiểu Mỹ, nói rằng, bắt lầm người. Ân. Tiễn Kiến Dân lúc đó liền bối rối, cái gì gọi là bắt lầm người? Hắn ngay lập tức sẽ hướng phía trên giường nhìn sang, kết quả không nhìn còn khá, vừa nhìn dọa cho giật mình, trên giường căn bản cũng không phải là Lô Nhược Di, mà là tiểu Mỹ. Cái này, chuyện gì xảy ra? Đến cùng tại sao vậy? Tiễn Hâm hồi đáp, ta cũng không biết. Đêm qua ta hy lý hồ đồ cùng với nàng lên giường. Căn cứ suy đoán của ta, nhất định là chúng ta bị người tính toán. Tiễn Kiến Dân biểu thị khó mà tin được. Bọn họ chính là tính toán người của người khác, sao bây giờ còn trái lại bị người tính toán đâu? Đây quả thực liền khó có thể tưởng tượng. Ai sẽ thông minh như vậy? Đồng thời lá gan lớn như vậy. Làm việc như vậy mạnh mẽ vang dội. Bọn họ duy nhất có thể nghĩ tới tên chính là Giang Sách. Sau nửa giờ, Tiễn Kiến Dân cùng Tiễn Hâm đứng ở tiếu canh trước mặt. Đem chuyện xảy ra tối hôm qua giảng thuật một lần, làm xong bị trừng phạt chuẩn bị. Nhưng mà, tiếu canh lại phi thường thần kỳ cũng không có nghiêm phạt bọn họ. Tiếu canh hít thở sâu một hơi, nói rằng, quên đi. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách các ngươi. Chỉ các ngươi năng lực, cùng Giang Sách so với kém nhiều lắm, các ngươi đi xuống trước đi, đợi ta vòng kế tiếp an bài. Tiền thị phụ tử liếc nhìn nhau, đều biểu thị kinh ngạc. Tiếu canh từ lúc nào tốt bụng như vậy? Cái này đáng sợ lão nhân, không phải vẫn luôn lấy thủ đoạn độc ác nổi danh sao? Làm sao ngày hôm nay lập tức trở nên như vậy thiện lương? Rất có vấn đề a. Bất quá. Không có nghiêm phạt luôn là nhất kiện đáng giá cao hứng sự tình. Tiền thị phụ tử nói lời cảm tạ sau đó, ly khai phòng làm việc, nhẹ nhàng giữ cửa cho mang theo. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Tiếu Canh ánh mắt trong lóe ra một ánh sáng tà ác, hắn lạnh rên một tiếng, nói rằng, hai cái phế vật vô dụng, một chút việc nhỏ đều làm không xong, giữ lại còn có cái gì dùng. Vừa vặn, hai cái phế vật liền cho ta kế hoạch tiếp theo làm vật chôn theo người A. Như vậy coi như là phát huy giá trị của các ngươi rồi. Thì ra, Tiếu Canh lúc này đây không phải nghiêm phạt bọn họ, không phải thật tính khí tốt, mà là có sâu hơn tính toán. Tiền thị phụ tử, đã lên Tiếu Canh tử vong danh sách. Sẽ trở thành Tiếu Canh bước tiếp theo hành động cực phẩm. Nhưng mà, đối với Tiếu Canh tất cả cử động, tiền thị phụ tử cũng còn bị mông tại cổ lý, cái gì cũng không biết. Cha con bọn họ rời đi phòng làm việc sau đó còn cảm khái, Tiếu Canh đột nhiên trở nên thiện lương, có điểm khiến người ta trở tay không kịp. Tiễn Hâm nói rằng, quay đầu, chúng ta phải thật tốt báo đáp một cái Tiếu lão. Tiễn Kiến Dân gật đầu, đúng vậy, một lần này hành động thất bại là lỗi của chúng ta, Tiếu lão một điểm nghiêm phạt cũng không có, chúng ta là nên hảo hảo báo đáp. Đi, chúng ta tiếp tục nhìn chằm chằm Lô Nhược Di, nhìn có thể hay không có động tác khác. Ân, tốt. Cái này một đôi phụ tử,
chết đã đến nơi rồi vẫn còn ở cấp cho người khác kiếm tiền. Hoàn toàn không biết, bọn họ cho là, người tốt, Tiếu Canh, cũng sớm đã bả đao gác ở hai người bọn họ trên cổ, tùy thời mở giết. Sáng sớm hôm sau, sáng sớm, Giang Sách liền tự mình lái xe mang theo Lô Nhược Di chạy tới tuân thủ nghiêm ngặt nhà. Khi hắn đến rồi thời điểm, Tương Y Vân, Lô Văn Diệu cũng còn vẻ mặt mộng bức, không biết xảy ra chuyện gì. Lòng nói làm sao hôm nay tới sớm như vậy. Hơn nữa, vẫn là cùng Lô Nhược Di cùng đi. Chứng kiến Giang Sách cùng Lô Nhược Di đi gần như vậy. Hai người quan hệ tốt giống như tốt vô cùng dáng vẻ, Tương Y Vân giống như là bình giấm chua đổ giống nhau, tương đối không thoải mái. Chẳng lẽ, hai người kia thực sự ở cùng một chỗ? Nghĩ đến đây, Tương Y Vân liền chua bóp chính mình, ủy khuất đều nhanh muốn khóc. Không phải nói rất có thể sao? Tại sao lại? Đang ở Tương Y Vân suy nghĩ lung tung thời điểm, Lô Văn Diệu cười ha hả đi lên trước nói rằng, ai yêu, Giang lão bản, Nhược Di. Cái này sáng sớm hai người các ngươi làm sao cùng nhau tới? Lô Văn Diệu trong lòng cũng buồn bực, Giang Sách không phải đã có vợ rồi sao? Chả thế nào như thế, hạnh kiểm xấu. Chẳng lẽ là muốn vứt bỏ cám bã vợ? Nếu quả như thật là như thế này, Lô Văn Diệu có thể tiếp thu như vậy tôn nữ tế sao? Lô Văn Diệu đã ở trong lòng quấn quýt, giãy giụa. Nhưng mà, rất nhanh Tương Y Vân cùng Lô Văn Diệu liền hủy bỏ các loại miên man suy nghĩ. Giang Sách nhẹ nhàng tằng hắng một cái, đem ngày hôm qua buổi tối chuyện đã xảy ra đại thể nói một lần. Sau khi nghe xong, Tương Y Vân cùng Lô Văn Diệu là đã thả lỏng vừa sợ. Thả lỏng là bởi vì không cần lo lắng Giang Sách cùng Lô Nhược Di trong lúc đó sẽ có quan hệ thế nào. Mà sợ là bởi vì nếu như không phải Giang Sách vẫn có sắp xếp người bảo hộ Nhược Di. Na đêm qua sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Lô Văn Diệu nói cảm tạ, Giang lão bản, ta đã không biết nên làm sao cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi sắp xếp người bảo hộ Nhược Di. Hậu quả khó có thể tưởng tượng a. Giang Sách từ tốn nói, từ ta an bài Lâm Mẫn Quân thu nàng làm đồ đệ sau đó, vẫn sắp xếp người bảo hộ nàng, ta biết, đang vẽ thượng tập đoàn những người đó trong mắt, Nhược Di đã theo ta là cùng một hồi tuyến. Cũng lo lắng nàng sẽ bị trả thù. Lô Văn Diệu nắm nắm tay nói rằng, đám kia ghê tởm vương bát đản. Dám đối với ta tôn nữ làm bậy như vậy, ta không tha cho bọn hắn. Lúc này, Lô Nhược Di chủ động đứng ra nói rằng, ra ra. Trước khi tới ta đã cùng Giang Sách thương lượng xong một cái đối sách, không thể ngồi mà đợi ngã xuống, sẽ đối vẽ thượng tập đoàn khởi xướng phản công. Hơn nữa, vẫn là để ta làm khởi xướng phản công. Lô Văn Diệu cau mày, hắn khoát tay áo, nói rằng, không được, người chỉ là một học sinh, người khởi xướng cái gì phản công. Cho ta hảo hảo học bài, đối phó vẽ thượng tập đoàn sự tình đại nhân chúng ta biết xử lý. Lô Nhược Di hai tay chống nạnh. Biểu môi nói rằng, ra ra, ngươi làm sao có thể nhỏ như vậy xem người, hiện tại vẽ thượng tập đoàn đều đã động thủ với ta rồi, nếu như ta không đánh trả, khẩu khí này ta cả đời đều nuốt không trôi. Hai người đối lập với nhau, ai cũng không chịu nhường đường. Vẫn là Giang Sách đứng ra nói rằng, Lư tiên sinh, ta biết ngươi là lo lắng cháu gái an nguy, nhưng lần này nếu như Nhược Di không đứng đi ra nói, nàng thì như thế nào có thể nguôi giận. Hơn nữa, ta đây một lần chúng ta thương lượng biện pháp, cũng không phải là muốn Nhược Di đi ra ngoài sông pha chiến đấu, ta cũng có vạn toàn nắm chặt có thể bảo vệ tốt nàng, cũng xin ngài yên tâm. Nghe Giang Sách nói như vậy, Lô Văn Diệu thần kinh căng thẳng chỉ có hơi chút tùng chút. Hỏi hắn, cụ thể là cái gì kế sách, nói nghe một chút. Giang Sách chậm rãi nói rằng, đơn giản mà nói, chính là làm cho Nhược Di lấy thổi oánh người ái mộ thân phận. Phát động tổ chức một hồi kỷ niệm diễn sướng hội. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 77.